Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh truyện audio Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện Đại Chu Tiên Lai Trên đường đi chùa Kim Sơn trải qua giờ hỏi Lý Mộ biết con trồn này tên là Hoàng Thử Là một con trồn tinh tu luyện mươi năm trước Mà là con trồn bị thương kia là vợ của nó Vợ của Hoàng Thử ở một tháng trước bị một người tu hành gây thương tích Người tu hành kia muốn lấy hồn phách nó tu hành, nó tuy liều mạng chạy thoát, nhưng căn cơ đã bị hủy, nếu không phải Lý Mộ ra tay chỉ sợ sống không có ba ngày. Lý Mộ vừa rồi chữa trị một chút căn cơ cho nó, muốn hoàn thành khôi phục, còn cần thi triển Phật Quang vài lần nữa. Sau khi trải qua chuyện Lâm nguyện cùng lão bà của Hoàng tử, Lý Mộ mơ hồ cảm thấy hẳn không phải là toàn bộ Phật Quang đều có loại tác dụng này, Tâm kinh cũng có thể không chỉ có một loại tác dụng này... Chỉ là hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Huyền độ nói chùa Kim Sơn cách nơi xa này... Nơi này không xa... Ba người cũng đi ước chừng hai khắc đồng hồ. Chùa miếu sưng sững ở sơn núi không tính là lớn... Nhưng cũng không tính là nhỏ. Hai sa di... Thủ vệ thấy huyền độ trở về lập tức chạy tới cùng kính nói. Sư Túc... Huyền độ nói hai vị thí chủ này cần ở trong chùa dừng chân một đêm an bài cho bọn họ hai gian thiền phòng. Tiểu Sa Di nhìn nhìn Lý Mộ cùng Lý Thanh liên tục gật đầu. Tuy trong chùa không có quy củ cho nữ thí chủ ngủ lại, nhưng Huyền Độ sư Túc có bao giờ từng giảng quy củ cho dù là phương trưởng đối với hắn cũng bất đắc dĩ. Huyền Độ lại mang cái xác hổ kia ném xuống đất nói: còn hổ yêu này làm việc ác nhiều Lát nữa nâng vào Đặt vào phòng chứa củi Ngày mai giao cho thợ may dưới núi Bảo hắn làm cho phương trượng Một bộ đệm giường ra hồ Hoàng thử đứng ở bên ngoài Nhìn Lý Mộ thấp thỏm nói Tiên sư Tiểu yêu không thể vào chùa miếu Ở bên ngoài chờ Phạm là chùa miếu Có người tu hành Phật môn chân chính Đều có Phật quang thêm vào Yêu quỷ khó vào cho dù là vợ chồng hoàng thử đi vào chỉ sợ cũng thấp thỏm lo âu lý mộ gật gật đầu nói các người có thể đi về trước sáng mai ở chỗ này chờ chúng ta hắn cũng không lo lắng hai con yêu vật chạy trốn vợ hoàng thử căn cơ chưa khôi phục nếu bỏ trốn vẫn khó thoát khỏi cái chết hoàng thử này tuy là yêu vật thật ra cũng có tình có nghĩa hắn sẽ không làm ra chuyện một mình chạy trốn Tiểu Sa Di tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã dọn ra cho bọn họ hai gian thiền phòng sạch sẽ. Lý Mộ vốn tưởng Lý Thanh sẽ hỏi hắn chút gì, nhưng nàng chỉ nói Lý Mộ nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai về nha môn, liền bước vào thiền phòng cách vách. Dày vò... Dày vò cả nửa ngày, Lý Mộ vốn đã có chút mệt mỏi sau khi tới chùa Kim Sơn, ngược lại có tinh thần hẳn lên. Trong thiền phòng, có một loại mùi đàn hương làm người ta ngửi mà tĩnh tâm ngưng thần khi lý mộ ngũ tâm hướng thiên theo thói quen dẫn đường tu luyện bỗng nhiên nghĩ đến nơi này là thánh địa phật môn ở nơi này tu hành công pháp đạo môn tựa như có chút mạo phạm vừa lúc bên cạnh bộ đoàn đặt một quyển kinh phật lý mộ tận tay cầm tới tùy tiện lật vài tờ kinh thư của phật môn chia làm hai loại một loại là kinh thư bình thường cũng là kinh thư các tín đồ hàng ngày tụng niệm loại kinh thư này có thể tùy tiện tụng niệm cũng sẽ không xuất hiện phật quang dị thượng các thứ một loại khác là pháp kinh pháp kinh ẩn trước phật môn diệu pháp tụng có thể tăng trưởng pháp lực hoặc là thi triển thần thông phổ độ phật quang đó là một loại thần thông thường thấy nhất của phật môn Chùa Kim Sơn đương nhiên sẽ không đặt pháp kinh ở trong tiền phòng trong tài lý mộ cầm chỉ là một quyển kinh thư bình thường. Mấy ngày trước, từ chỗ Lý Thanh một lần nữa cầu được mấy lá bùa khi dùng để tìm kiếm ký ức, Lý Mộ liền phát hiện trong mấy bộ kinh vật số lượng không nhiều, hắn từng đọc có thể đưa tới Phật quang dị tượng chỉ có tâm kinh. Hắn không giải thích ra nguyên do trong đó Nhưng cũng không tạm làm như vậy Một bộ tâm kinh đã khiến hắn mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết Theo pháp lực tăng trưởng Có lẽ còn có thể phát hiện diệu dụng gì khác Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn Bắt đầu dùng vương pháp cấm ngôn mặc niệm tâm kinh một lần này trên người Lý Mộ cũng chưa có ánh sáng vàng hiện lên, hắn lúc trước đã cảm thấy lúc hòa thượng tu hành cũng không nên biến thành một nguồn sáng biết đi đi đến nơi nào chiếu sáng đến nơi đó trên đường đi đến chùa kim sơn lý mộ cố ý hỏi huyền độ mới biết được thì gia tụng kinh niệm pháp kinh dẫn động vân quang là có phương pháp che giấu huyền độ một lòng muốn khuyên lý mộ quy y khi nói tới phương pháp che giấu này cũng không keo kiệt lập tức truyền thụ hắn lý mộ về sau rốt cuộc có thể yên tâm tu hành phương pháp phật môn không cần lo lắng vấn đề phát sáng cùng lúc lý mộ tụng kinh tu hành chùa kim sơn trên phật điện mấy tiểu sa di ngẩng đầu trên mặt hình ảnh ánh sáng giao thoa lúc sáng lúc tối Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lúc sáng lúc tối không phải là mắt của bọn họ mà là tượng Phật Kim Thân thờ trong ở điện đang chật lóe đang chật lóe chật lóe phát ra ánh sáng vàng. Một tiểu sa di phản ứng lại lập tức nói Nhanh, nhanh đi nói cho phương trượng. Lý mộ đang tu hành bỗng nhiên nghe được bên ngoài tiền phòng bước chân hỗn độn quây nhiễu hắn không thể chuyên tâm hắn tưởng chùa kim sơn cháy khi mà cửa phòng nhìn thấy lý thanh cũng từ thiền phòng cách vách đi ra lý bộ nghi hoặc nói đã xảy ra chuyện gì lý thanh nhìn về phía vật điện nói nghe mấy tiểu hòa thượng đó tượng phật ở trong vật điện vừa rồi vô cớ sáng lên Lý Mộ và Lý Thanh chỉ là khách không tiện đi lung tung ở trong chùa, bởi vậy hắn tuy trong lòng tò mò nhưng cũng không đến vô nhưng cũng không đến giúp vui chỉ cho Lý Thanh. Tượng Phật cũng có thể phát sáng. Lý Thanh giải thích, tượng Phật trong chùa Kim Sơn hàng năm được khách hành hương cung phụng, sớm là ngũ hành linh bảo, tượng Phật sẽ không vô cớ phát sáng, hẳn là bị cái gì dẫn dắt gây ra. Trong lòng Lý Mộ lộp bộp một cái, bỗng nhiên nhớ tới chuyện. Đêm đó, hắn lần đầu tiên dùng tâm kinh giúp Lâm Uyển, hình như trong chùa miếu phụ cận cũng có xuất hiện hiện tượng lạ. Chẳng qua lúc ấy hắn cũng chưa nghĩ nhiều, nhưng lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này, khả năng trùng hợp liền rất nhỏ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi, có thể là bởi ngừa có người tụng niệm pháp kinh hay không? Hẳn là không phải. Lý Thanh lắc lắc đầu nói, các đại sư chùa Kim Sơn ngày đêm tụng niệm Pháp Kinh, nhưng tượng Phật này ở đây mấy chục năm, hơn trăm năm, nếu có hiện tượng lạ, sớm đã có, sẽ không có đợi tới hôm nay, tiêu phi là có Pháp Kinh mới chào đời. Yết hầu của Lý Mộ giật giật nói, có lẽ là nguyên nhân khác. Lý Thanh nhìn về với Phật Tiện nói, nửa tháng trước, Tổ đình Phù Lục Phái cũng đã xảy ra rất nhiều hiện tượng lạ, đạo kinh run run, trường đạo không ngừng kêu vang như là có đạo thuật mới không ngừng được sáng tạo ra đã dẫn tới vô số người tu hành chú ý hôm nay ngay cả phật môn cũng xuất hiện hiện tượng lạ tương tự bắc quận nhất định đã xảy ra chuyện gì lý bộ ngây ngốc đứng ở tại chỗ lý thanh phát hiện hắn khác thường hỏi làm sao vậy lý bộ bỗng ngáp một cái cười nói ta bỗng có chút mệt về phòng nghỉ ngơi trước đầu nhi ngủ ngon sáng sớm khi tiếng chuông sớm của chùa Kim Sơn vang lên trong một gian thiền phòng, Lý Mộ từ trên giường bò dậy. Tối qua sau khi nghe nói Phật điện chùa Kim Sơn xuất hiện hiện tượng lạ, dọa hắn cả đêm đều không tu luyện, trái lại ngủ một giấc ngon lành. Nửa tháng trước, Lý Mộ đột phát ý tưởng lạ, dùng rất nhiều kinh điển đạo gia kiếp trước để thay thế chân ngôn, ý đồ thi triển đạo thuật, truy tra triệu vĩnh ly, ly hồn gặp được lâm uyển lại lần đầu dùng tâm kinh thay thế pháp kinh phật môn dẫn ra phổ độ phật quang mặc kệ là những kinh điển đạo gia kia hay là tâm kinh đều là lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này lý mộ cũng là hôm qua mới biết thì ra những đạo thuật pháp kinh có thể dẫn động lực lượng thiên địa ở lần đầu tiên xuất hiện sẽ bị một số tồn tại nào đó hoặc là vật phẩm đặc thù cảm giác sinh ra một ít động tĩnh đặc thù lý mộ dặn dò lý mộ còn nhớ kỹ ở trong lòng tô hòa dặn dò lý mộ còn nhớ kỹ ở trong lòng thật phù vô tội hoài bích có tội đạo phật pháp kinh mặc dù là đại năng trung tam cảnh cũng sẽ ước mơ lý mộ mang những bí mật này người biết đến càng ít càng tốt cho nên mặc dù là đối với lý thanh tín nhiệm nhất hắn cũng không tính là nói cho ngoài cửa chuyên đến tiếng gõ cửa lý mộ đi qua mở ra cửa phòng nhìn thấy một cái đầu chọc nho nhỏ tiểu gia di đưa tới vật phẩm rửa mặt bưng nó vào phòng nói tiểu thí chủ sau khi rửa mặt có thể đến nhà ăn phía tây dùng bữa sáng. Đa tạ, Lý Mậu khách khí một tiếng luôn cảm thấy tiểu sát thi này có chút kỳ quái. Ở lúc gã rời khỏi bụng trộm dùng thiên nhãn thông quan sát một lần không khỏi ngẩn ra ở tại chỗ. Tiểu hòa thượng này thế mà lại là một yêu vật, hoàn thể của gã là một con kim điêu đại bàng vàng. Kỳ quái là trên thân gã lại không có chút yêu khí, trong thân thể còn vật quang ẩn hiện. Điều này làm cho Lý Mộ bất ngờ, chùa Kim Sơn thật đúng là một nơi tà môn, yêu vật hóa hình này rõ ràng là tu vật, không chỉ có thế. Lúc cùng Lý Thanh tới nhà ăn, Lý Mộ kinh ngạc phát hiện yêu vật hóa hình trong chùa không chỉ có một tiểu ra gì kia. Trừ yêu vật, thậm chí còn có cả quỷ vật ở trên người không có chút quỷ khí, ở hậu viện trẻ cùi đun nước bận túi bụi trực giác nói cho lý mộ những yêu quỷ này nhất định có liên quan tới huyền độ hòa thượng kia tích nhất giảng đạo lý với yêu quỷ giảng không lại thì động thủ sau đó những yêu quỷ không muốn bị án độ liền khóc lóc cầu án độ huyền độ cũng không ở đây lý mộ và lý thanh tìm một góc ngồi xuống có tiểu sa di bưng đồ ăn cho bọn họ bữa sáng của chùa kim sơn rất đơn giản chỉ có bánh bao rau xanh cùng một số bát canh đậu phụ Lý Thành ăn rất chậm, Lý Mộ đói bụng cả đêm chỉ vài miếng đã ăn xong bữa sáng, vừa chờ nàng vừa nghe hòa thượng bên cạnh nói chuyện phiếm. Điểm qua, thượng Phật của Phật Điện lại phát sáng, sư vụ nói loại hiện tượng lạ này trăm năm mới gặp một lần. Ta nghe nói huyền độ sư tức nói là có người ngộ ra pháp kinh mới, kim thân trong Phật Điện mới sẽ cộng hưởng, hắn còn nói đêm qua có một tiền bối Phật Pháp cao thầm đi ngang qua chùa Kim Sơn, có lẽ chính là vị tiền bối đó. Huyền độ sư túc đêm qua ra ngoài, lúc trở về đánh chết một con hổ yêu làm việc ác. Khi nào chúng ta có thể giống như huyền độ dư túc lợi hại như vậy, có thể giống hắn trừ hại cho dân? Nói đến hổ yêu, chúng ta ăn nhanh lên, Ăn xong bữa sáng, con phải xuống núi mang ra hồ đó giao cho thợ may. Huyền độ sư thúc nói muốn dùng tấm da hồ này làm một bộ đệm da hồ cho phương trượng. Lần trước, phương trượng đại sư bao vây tiểu trừ tà tu kia, bị ác nhân kia đánh bị thương, đến bây giờ còn chưa có khôi phục. Thấy hòa thượng chùa Kim Sơn cũng không hoài nghi mình, lý mộ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng ở một trong lòng hạ quyết tâm. Về sau lúc tu hành, phải cách chùa miếu đạo quan nơi này xa một chút. Ai biết lúc hắn tu hành có thể còn thứ gì vô cớ phát sáng hay không? Chờ Lý Thanh cơm nước xong, hai người liền hướng huyền độ cáo từ. Lý mộ hướng huyền độ hành một lễ Phật lễ nói. Đêm ngủ quý tử quấy dày nhiều, chúng ta còn có công việc không có dày huyền độ đại sư nữa. Huyền độ mỉm cười nói, Tiểu Thúy Chủ có duyên với Phật, cửa chùa Kim Sơn vĩnh viễn mở rộng với người. Lý Mộ lập tức nói, tại hạ lục căn không tịnh, có thể không thêm viện cho Phật môn. Cùng Lý Thanh rời khỏi chùa Kim Sơn, Lý Mộ thở vào. Huyền độ người này nhìn tao nhã, nhưng thật ra là yêu thích bạo lực, hơn nữa không giảng đạo lý. Nếu gã nhân định bảo Lý Mộ ở lại chùa Kim Sơn, thì sợ Lý Thanh cũng không ngăn được. Cũng may gã cũng chưa dùng sức mạnh đối với Lý Mộ, ngược lại ở trên tu hành Phật môn giải đáp rất nhiều nghi hoặc của Lý Mộ. Lần này ra khỏi thành, Lý Mộ được lợi rất nhiều. Vợ chồng hoàng thử đã sớm chờ đợi ở ngoài chùa Kim Sơn, sau lưng hoàng thử đeo một bao hành lý, căng phòng, đựng tất cả đều là dược liệu. Hai con trồn đứng thẳng đi lại như người, rêu giao khắp nơi, có chút không ra thể thống gì, Lý Thanh cho nó, chúng nó hai cái lá bùa ẩn thân, Vợ chồng hoàng tử sau khi dán ở trên người liền biến mất ở hư không trước mặt Lý Mộ. Lý Mộ mang pháp lực vận hành đến mắt vẫn cũng vẫn như cũ không nhìn thấy bóng người của chúng nó. Tẳng đến lúc hắn thi triển tiên nhãn thông hai yêu vật mới xuất hiện lần nữa ở trong mắt hắn. Tác dụng của môn thần thông này so với Lý Mộ đoán trước còn lớn hơn lấy pháp lực hòa hắn nhỏ nho như vậy cũng có thể dễ dàng thi triển tuy còn chưa có thể xưng là đạo thuật nhưng cũng là thần thông cực kỳ huyền diệu một oán linh nho nhỏ lại có thể biết loại thần thông này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người lý thanh nói đây chỉ là chướng nhãn phù đơn giản có thể lừa được mắt người thường lừa không nổi người tu hành có chút đạo hạnh chờ lúc người đến ngưng hồn cảnh liền có thể nhìn thấu Lý Mộ hôm nay bảy vách. Lý Mộ hôm nay bảy vách chỉ ngưng tụ một vách, không biết khi nào mới có thể ngưng hồn, sau khi giải quyết vụ án hoàng thử. hắn còn phải đi Vân Yên các một chuyến, tiếp tục sánh vai thuyết thư lang của hắn. Trên đường về huyện thành, Lý Mộ lại thi triển một lần Phật quang cho vợ chồng của hoàng thử giải mối nguy hiểm tính mạng của nó. Tuy Lý Mộ đã ngưng tụ phách thứ nhất Nhưng hai yêu vật cảm kích đối với hắn Sinh ra tình cảm vui sướng Lý Mộ vẫn không lãng phí dẫn đường tới Những cảm xúc này sau khi luyện hóa Có thể khiến phách thứ nhất của hắn càng thêm sâu sắc Trở lại huyện thành Lý Mộ vừa mới bước vào quần cổng huyện nha Trước mặt đụng phải Hàn Triết Sau lần trước từ Vĩnh Bích Tùy trở về Hàn Triết đã xin nghỉ Nghe nói là tổn thất quá nhiều tinh nguyên bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Khi nhìn thấy Lý Thanh trên mắt hàn tiết lộ ra nụ cười hỏi, Thanh của nương trở về khi nào vậy? Vài ngày trước, Lý Thanh thả niên nói một câu đi thẳng vào huyện nha. Ánh mắt hàn chết đảo qua trên người Lý Mộ, thấy được trong tay hắn nắm bạch ất kiếm, lại quay đầu nhìn nhìn thanh ngồng kiếm của Lý Thanh hỏi Lý Mộ, kiếm của người ở đâu ra? Đầu nhi tặng... Lý Mộ cũng thả nhiên trả lời một câu theo phía sau Lý Thanh đi ra. Hàn Triết đứng ở cửa trên mặt lộ ra nét kinh nghi, hai thanh kiếm đó ngoại hình cực kỳ tương tự, tuy điều này không thể đại biểu cách gì, nhưng nhìn thấy một bộ khoái nhỏ nhoi cầm kiếm tương tự với người trong lòng hắn, trong lòng tóm lại có chút không thoải mái. Nhưng không thoải mái này cũng chỉ là một chớp mắt, hắn và Lý Thanh đều là đệ tử phù lục phái, tuy không thuộc cùng mạch, nhưng lại là đồng môn, huyện Dương Khâu nho nhỏ cũng chỉ là một đoạn trong quá trình rèn luyện của bọn họ. Lý Mộ chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, nhất định sẽ không có quá nhiều dính dáng tới bọn họ. Hàn Triết lại quay đầu nhìn một lần, xoay người đi ra khỏi huyện nha. Sảnh trước. Trương huyện lệnh ngồi ở phía trên, liếc hai con trồn quỳ ở phía dưới nói hai con yêu nghiệt các ngươi tuy chưa hại người nhưng cũng khiến thôn dân trường ra thôn hao tổn tài vật bản quan bây giờ phạt các ngươi bồi thường gấp đôi tổn thất của bọn họ các ngươi có dị nghị gì không đều nghe đại nhân đều nghe đại nhân hai con trồn quỳ ở trên mặt đất dập đầu như giá tỏi liên tục đáp ứng lý mộ đứng ở một bên trường huyền lệnh cũng chưa bởi vì vợ chồng hoàng tử đã yêu vật liên sự vật nặng Liên xử phạt nặng thêm đối với bọn họ phán phán phạt như vậy hoàn toàn là theo luật pháp đại chu mà những dược liệu hoàng thử cất giữ đi tùy tiện lấy một cây ra bán đều có thể mua mấy trăm hơn một ngàn con gà vịt đối với hoàng thử mà nói loại trừng phạt này cũng không nghiêm trọng Loại vụ án tổn thất tài vật mức độ nhỏ này, nếu không phải đề cập đến hai con yêu vật, căn bản không cần Trương huyền Lệnh ra mặt, Lý Mộ tự mình có thể xử lý. Trương huyền Lệnh nâng bút tính toán nói, Trường Gia Thôn tổng cộng tổn thất 15 con gà, hai con dê, mỗi con gà giá thị trường 50 đồng, gấp đôi là 100 đồng, 15 đồng con gà, phạt các ngươi 1.500 đồng, một con dê giá thị trường 1.000 đồng, gấp đôi là hai ngàn đồng hai con dê bốn ngàn đồng tổng cộng năm lượng năm chỉ xử lý đối với bản án người có còn gì nói không hoàng thử ngẩn người nói đại nhân mười lăm con gà kia là tiểu yêu gây nên nhưng tiểu yêu chưa bao giờ trộm dê Trương người lại nhíu mày nhìn nó nói hai con dê của trương gia thôn bị cắn nát cổ hụt khô máu mà chết người dám nói không phải như ngươi gây ra Đại nhân oan uổng, đại nhân oan uổng à. Hoàng thử phốc một tiếng phủ phục dưới mặt đất nói. Tiểu yêu trừ trước tới giờ nay chưa từng trộm dê. Mùi dê quá gây, nọ máu của chúng nó tiểu yêu người đã thấy ghê tởm. Trước vị lệnh hồ nghi đứng lên hỏi. Không phải các người vậy sẽ là ai? Trên mặt lý mộ cũng lộ ra nét mặt lét nghi hoặc. Hoàng thử đã thừa nhận chuyện trộm gà lại thêm hai con dê đơn giản là đèn thêm mấy lượng bạc. Nếu mau hai con dê đó thật sự là hút nó hút, nó không cần phải phủ nhận. Chẳng lẽ vụ án trương gia thôn còn đề cập đến yêu vật khác? Đúng lúc này một trận bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, trương sơn thở hồn hển bước nhanh chạy vào nói. Đại nhân, không xong rồi, Trương Gia Thôn đã xảy ra chuyện. Trương Gia Thôn, phủ viên ngoại. một xác đàn ông sắc mặt trắng bạch nằm ở trên mặt đất một bên cổ thi thể có hai cái lỗ máu máu trong cơ thể bị hút khô sắc mặt dữ tợn hơn nữa kinh sợ ở trước khi chết hiển nhiên là chịu kinh hãi thật lớn Trương Sơn, Lý Tứ cùng ba bộ khoái khác xa xa núp ở phía sau, Hàn Chết đứng ở cạnh thi thể sắc mặt âm trầm. Người chết là viên ngoại Trương Gia Thôn, sáng sớm hôm nay bị người hầu trong nhà phát hiện chết ở hậu viện nhà mình đám người hầu ngay lập tức báo quan sau khi biết được án này kỳ quái rất có khả năng là yêu vật quấy phá trương huyền lệnh lập tức bảo lý thanh cùng hàn chết dẫn người đến điều tra Trường viên ngoại chết tê thảm lý mộ cố nén cảm giác không khỏe đứng ở cạnh lý thanh hỏi đầu nhi có thể nhìn ra là yêu vật nào gây nên không hàn triết ngồi xổm xuống vươn tay phải dùng ngón cái của ngón trỏ đo lượng khoảng cách lỗ máu trên cỗ thi thể sau đó đứng lên vẻ mặt nghiêm túc nói không phải là yêu mà là thi lý mộ có thể cảm nhận được ở sau khi hàn triết mở miệng biểu cảm trên mặt lý thanh cũng ngưng trọng hơn một ít nàng nhìn về phía hàn triết hỏi là cương thi cấp bậc nào ít nhất cũng là kiêu khiêu cương Hán triết thở sâu kinh nghi nói Huyện Dương Khâu chưa bao giờ từng xuất hiện khiêu cường Chẳng lẽ là từ chu huyện tiếp giáp chạy tới Lý Thanh nghi nghĩ lắc đầu nói Chủ huyện ở phía đông Trương Gia Tôn ở phía tây Chẳng là không có khả năng đến từ chu huyện Mặc kệ có phải hay không Lần này chúng ta liền phiền toái lớn rồi Hàn triết trầm giọng nói Thứ này khác so với yêu quỷ, bọn nó căn bản không có nhân tính, hại người một lần nhất định sẽ hại lần thứ hai, phải mau chóng tìm được hơn nữa diệt trừ nó. Lý mộ trước kia biểu, lý mộ trước kia hiểu biết đối với cương thi, tất cả đều là từ phim ảnh Hồng Kông, niên đại 80-90, một vị ngôi sao Hồng Kông hắn thích nhất đó là cương thi đạo trưởng Đâm Tránh Anh. Đối với phim cương thi của ông có một thời đến trình độ si mê. Cương thi của thế giới này cũng không phải là mặc quan phục đời thanh nhảy tưng tưng cái loại đó trong Thập Châu Đại thập Châu yêu vật trí có ghi lại cương thi người ta sau khi chết thi thể biến thành lập tập hợp oán khí uế khí trong trời đất sinh ra bất lão bất tử bất diệt mượn nguyệt khí ứng ứng tiết mà di chuyển không có ở một chỗ cố định, thích ăn tinh huyết cả người lẫn vật. Cương thi cấp thấp có bạch cương, hắc cương, khiêu cương, bạch cương cả người mọc đầy lông trắng là thi thể vừa biến thành cương thi không lâu, phi thường dễ đối phó, nó cực sợ ánh sáng mặt trời, hành động chậm chạp thường ở ban đêm đánh lén trúc vật, không dám công kích con người. Bạch Cương nếu ăn no tinh huyết bò dê, mấy năm sau cả người dụng hết cả lông, thay thế vào đó là một thân lông đen dài mấy tấc, gọi là Hắc Cương. Hắc Cương vẫn đỡ sợ ánh sáng mặt trời cùng lửa nóng, hành động cũng chập chạp như cũ, đùa đuổi không kịp nhân loại bình thường. Hắc Cương nạp âm hút máu thêm mấy chục năm, lông đen mất đi, trở thành khiêu cương, hành động bắt đầu lấy nhảy là chính, bước nhảy tương đối nhanh và xa tuy vẫn sợ ánh sáng nhưng cả người đã làm mình đồng ra sắt bình khí tầm thường thậm chí là pháp khí cũng chưa có thể thương tổn nếu dựa theo loại cấp bậc này phân chia cương thi trong đại bộ phận phim cương thi của lý mộ xem đều thuộc loại khiêu cương cương thi phi nhân phi quỷ phi yêu không có linh trí dựa hết vào bản năng hành động Chính bởi vì như thế, nguy hại của chúng nó cũng lớn hơn xa so với yêu quỷ. Phàm là yêu quỷ có chút đầu óc đều biết không thể tùy tiện hại người, nếu không sẽ trở thành đối với tượng triều đình tiêu diệt. Nhưng cường thì thì khác, chúng nó là thi thể con người sau khi chết biến thành, linh trí sớm theo ba hồn tiêu tán mà tiêu tán. Bản năng duy nhất chính là hút máu tiến hóa. Ở trước khi tiến hóa đến phi cương, toàn bộ cương thi chỉ có bản năng không có linh trí, cách này liền khiến sự nguy hại của chúng nó nâng cao rất nhiều, gần như mỗi lần có tung tích cương thi xuất hiện, quan phủ đều sẽ ngay lập tức tiêu diệt để tránh tạo thành nguy hại lớn. Hắn triết rời khỏi phủ viện, nói với đám người trương gia thôn chờ ở bên ngoài. An bài vài người, lập tức mang thi thể trương viên ngoại tiêu hủy. Một lão giả trống gậy đi ra khó xử nói. Hoàn sai đại nhân, thế này không ổn đâu, ngươi chết rồi, cần mồ yên mà đẹp. Hàn thiết nhìn lão hỏi, ngươi là... Lão giả nói, ta là tộc thúc của người chết trường đại phú. Đốt hay không tùy tiện các ngươi. Hàn thiết cười lạnh nói, nhưng ta nói cho các ngươi, hắn là bị cương thi cắn chết, buổi tối hôm nay sẽ biến thành xác sống, cho dù các ngươi chôn hắn, hắn cũng có thể từ dưới đất bỏ ra, Sắc sống có thể cảm ứng được người có huyết mạch gần gũi với chúng nó, đến lúc đó cắn đầu tiên cũng là các người. Đốt, đốt, ngay lập tức đốt. Lão giả nghiêm mặt, động chống, chống gậy ở trên mặt đất, nói với hai đại tráng hán. Trường đại, trường nhị, lập tích đi tìm cùi lửa, mang thi thể đi đốt. Từng đứa một, sao đều không nghe lời quan sai đại nhân. Lão già nói xong lại như là nhớ tới cái gì hoàng sợ nói. Nửa tháng trước, ca ca kia của ta cũng chính là vụ thân của Trương Đại Phú. Hắn mộ, mộ của hắn bị người ta đào, thi thể cũng không biết đi đâu, có thể thế hay không. Hán chết nhíu mày hỏi. Cả cả người đã chết được bao lâu? Lão già nói. Cũng không chỉ đến là một tháng. Không có khả năng. Hắn chết lắc lắc đầu nói. Muốn trở thành kiêu thi, ít nhất cũng cần phải 20 năm đạo hạnh. Trường ra các người, có ai chết 25 trở lên, đi thêm phần mộ của bọn họ có khác thường hay không? Lão giả chỉ vào mấy người liên tục nói, Mấy người các người còn không mau đi xem. Lý mộ từ trong miệng hàn chết nghe được một ít tri thức hắn quen thuộc, tò mò hỏi Lý Thanh, Đầu nhi, cương thi thật sự sẽ hại chết người thân của mình trước sao? Lý Thanh gật gật đầu giải thích, Cường thì tu hành, trừ hấp thu âm khí nguyệt hoa, còn cần dựa vào tinh huyết nhân loại, huyết mạch người th thân đồng tông đồng nguyên với bọn họ, đối với bọn họ mà nói là hấp dẫn trí mạng. Lý Bộ lầm bầm. Chú ảnh không lừa ta. Lý Thanh hỏi. Cái gì? Không có gì. Lý Mộ lắc đầu lại hỏi. Vậy chúng ta còn chuẩn bị giấy bút mực, đao kiếm hay không? tương sơn tới gần nghi hoặc nói giấy bút mực đao kiếm là cái gì giấy vàng bút đỏ mực đen dao làm bếp kiếm gỗ hàn chết đi tới kinh ngạc nói với lý mộ không ngờ được ngươi còn hiểu những thứ này lý mộ nhớ lại bóng người một vị mặc đạo bào nói trước kia từng học một vị đạo trưởng an Thiết không nói gì nữa chỉ bảo thôn dân trương gia thôn tìm đến một con gà sau khi giết gà lấy máu dùng máu gà cùng mực lại dùng bút son vẽ ra một lá bùa điểm hóa lá bùa cho bùa và máu gà trộn lẫn với nhau nói với mấy tên bộ khoái bọn trương sơn mấy người các ngươi bôi chúng nó ở trên lưỡi đào sau đó mang chút thôn dân đi phía trên núi phụ cận tìm một chút đặc biệt lưu ý mồ mà Bách Ma những chỗ này vừa có phát hiện lập tức trở về báo cáo. Một gã bộ khoái run rẩy đi lên nói, Đầu nhi nếu gặp thứ đó nên làm cái gì bây giờ? Hắn Chiếc liếc nói, Hiền tâm đi, thứ đó sợ ánh mặt trời, ban ngày sẽ không xuất hiện, nhưng các ngươi nhất định phải trở về ở trước khi mặt trời lặn, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì hắn pháo hoa cầu cứu. bạch ất kiếm của lý mộ vốn là pháp ký không cần bôi máu gà hắn đang chuẩn bị đi cùng mấy người của bọn trương sơn ra ngoài tìm tung tích của cương thi kia lý thanh thản nhiên mở miệng nói lý mộ ở lại ở trong ánh mắt khác thường của hàn triết lý mộ lại đi trở về hỏi đầu nhi ta cần làm cái gì lý thanh nói người ở lại chỗ này để ý họ hàng trực hệ của trương viên ngoại đừng cho bọn họ chạy lung tung. Nếu biến thành cương thi thì tổ tiên trương ra như vậy nó nhất định còn có thể trở về. Biết rồi, Lý Mộ gật gật đầu nói, cần chuẩn bị một ít gạo nếp hay không? Lý Thanh hỏi, chuẩn bị gạo nếp làm gì? Lý Mộ nghi hoặc nói, gạo nếp không phải có thể khắc chế cương thi sao? han chết hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng tùy tiện giang hồ thuật sĩ nào cũng biết đạo pháp thuật sự. Gạo Nếp khắc chế Cường Thi, quả nhiên nghe cũng chưa từng nghe, dễ dàng tin những lời nói vô căn cứ như vậy. Thành cô nương, ta phải thay ngươi quản giáo cho tốt đám thủ hạ này, tiếp tục như vậy, hắn không chỉ có thể hại chết mình, còn có thể liên lụy đến đồng nghiệp. Người của ta, không cần ngươi tới quản giáo. Lý Thanh lạnh lùng nói một câu, lại nhìn về phía Lý Mộ nói: Gạo Nếp khắc chế Cường Thi, trên sách chưa từng có ghi lại. Người là từ nơi nào nghe được Một vị đạo trưởng Lý mộ cười cười nói Hắn nói họ Hắn họ lâm là một vị cao nhân đạo môn Một thân đạo pháp Truyền khắc cương thi yêu quỷ Người ta gọi là cương thi đạo trưởng Nhật mị đạo nhân Rất nhiều chuyện về cương thi Đều là thông qua hắn biết được Hắn nói gạo nếp có thể khắc chế cương thi Gặp được cương thi Chỉ cần nín thở sẽ không bị nó phát hiện Sắc mặt Lý Thanh hơi kinh ngạc nói, cường thì là vật chết, mắt không thể nhìn thấy vật, tai không thể nghe thấy, bằng vào ký thức cảm giác vương vị của người ta, vị đạo trưởng kia có kiến thức này hẳn là sẽ không nói lăng tùy tiện. Đạo pháp vô số, không ai có thể biết được toàn bộ, có lẽ đây là bí pháp của hắn, về phần thuốc cuộc có tác dụng gì hay không, thử là biết ngay. Lý Thành cũng chưa trực tiếp phủ nhận tác dụng của gạo nếp Lý Mộ ở chỗ một thôn dân trương gia thôn mượn chút gạo nếp rắc vào chung quanh từ đường xương gia. Mặc kệ gạo nếp đối với cương thi có tác dụng khắc chế hay không, làm thêm một tầng chuẩn bị cũng không có chỗ hỏng gì. Tôn dân trương gia thôn giải tán, họ hàng trực hệ của trương viên ngoại bị hắn an bài ở trong đường. Tùy nói cương thi không có linh trí nhân tính, hút máu cũng không bắt bẻ cả người lẫn vật, nhưng tình huyết họ hàng trực hệ có thể đẩy nhanh chóng nó tiến hóa nếu giết chết trương viên ngoại là tổ tiên của trương gia chỉ cần trương gia có huyết mạch nó liền nhất định sẽ trở về đây là bản năng của nó cho nên đám người lý mộ chỉ cần ở trương gia thôn ôm cây đợi thỏ là được nhưng sau khi mấy thôn dân trương gia thôn tới phần mộ họ trương xem xét trở về lại khiến hàn chết bắt đầu hoài nghi phỏng đoán của hắn vừa rồi theo mấy thôn dân đó mộ táng của tổ tiên trương gia cũng không có khác thường nói rõ trong bọn họ không ai biến thành cương thi trương viên ngoại chết có lẽ là một cái ngẫu nhiên nếu là như thế có muốn tìm được tung tích của cương thi kia sẽ không dễ dàng như vậy lý mộ nhớ tới chuyện thi thể phụ thân trương viên ngoại mất tích nghi hoặc nói chẳng lẽ thật là trương lão viên ngoại dưới tình huống bình thường cái này căn bản là không có khả năng Lý Phanh, Lý Thanh phủ nhận phán đoán của Lý Mộ nói Thi thể cần phải có cơ duyên nhất định mới có thể biến thành cương thi Đầu tiên mộ phụ thần trừ viên ngoại phải là một mảnh đất dưỡng thi Nó mới có khả năng biến thành cương thi Tiếp theo, cho dù hắn biến thành cương thi cũng là bạch cương thấp cấp thấp nhất Cần ít nhất phải 20 năm mới có thể tiến hóa thành khiêu cương mà giết trương viên ngoại hiển nhiên là một con khiêu cương lý mộ nghi nghĩ hỏi tình huống bình thường thì là như thế vậy tình huống không bình thường thì sao lý thành nói thi thể vừa mới chết không lâu ở thời gian cực ngắn hấp thu lượng lớn âm sát sát chi khí đẩy nhanh quá trình tiến hóa hoặc là có người tế luyện thi thể cưỡng ép giúp chúng nó tiến hóa lại hoặc là Phụ thân của Trương Viên Ngoại lại bị Cường Thi cắn chết nhưng theo nhà môn điều tra hắn là bị bệnh chết. Rất hiển nhiên muốn biết con Cường Thi kia giết chết Trương Viên Ngoại rốt cuộc có lai lịch gì. Xem nó hôm buổi tối nay tới nơi này hay không là được rồi. Nếu không có gì bất ngờ Lý Mộ buổi tối hôm nay lại không về được nhà. Hai ngày qua hắn cũng chưa có thời gian trở về nói cho vãn vãn một tiếng. Nếu hàm yên một tháng một lượng tiền ăn uống đó, Lý Mộ cần mà cầm mà thấy xấu hổ ở trong lòng. Đám người Trương Sơn, Lý Tứ ở trước khi trời tối đã một lần nữa về tới Trường Gia Thôn. Còn họ tìm tòi mộ địa cùng bãi tha ma phụ thân Trường Gia Thôn cũng chưa có phát hiện cái gì. Hàn triết mặt lộ vẻ nghi ngờ lầm bầm, kỳ quái cương thì kia trung quy sẽ không là bay tới không có khả năng nếu phải là phi cương bắc quận khẳng định đã xuất hiện hỗn loạn to rồi lý mộ ở trên thập châu yêu vật trí tìm hiểu được thực lực của khiêu cương đại khái sắp xỉ người tu hành tụ thần cảnh bởi vì thuộc tính của bọn họ giống quỷ mà không phải quỷ giống yêu mà không phải yêu rất có đạo pháp nằm vào yêu quỷ đối với bọn họ không có hiệu quả khiến khiêu cương thường so với ác quỷ và vật yêu yêu vật hóa hình càng thêm khó chơi hơn. Nhưng khó chơi thì khó chơi, khiêu cương mạnh nữa cũng là vật chết không có linh trí, một ít dựa vào hết bản một ít dựa hết vào bản năng, thân thể cứng ngắc chỉ có thể nhảy nhót đi lại. Nhưng phi cương thì khác, một khi phi cương thi tiến hóa thành phi cương thì có thể tạo thành uy hiếp đối với người tu hành trung tam cảnh chúng nó không chỉ có sinh ra linh trí cơ sở nhảy nhót như bay hành động như người thường còn có thể cách không hút tinh huyết hồn phách người ta không để lại ngoại thương nghe nói chu huyện cách vách trước đó vài ngày xuất hiện một con phi cương ngay cả quận thủ đại nhân cũng kinh động họa loạn gây ra đến đây còn chưa được bình ổn con phi cương đó có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm không có khả năng từ chu huyện chạy đến nơi đây mà phi cương trở xuống có Lý Thành và Hàn Chiết ở đây không tạo thành hỗn loạn lớn được. Sắc trời dần dần tối đi, Trương Sơn Lý Tứ bọn năm tên bộ khoái cầm binh khí bôi máu bùa cảnh giới ở trung quanh từ đường, Lý Mộ ôm bạch ất ngồi ở trong từ đường nhìn thấy tộc nhân trực hệ trương gia. Lý Thành không ở đây, cương thi tuy không có bảy phách nhưng thân thể cường đại đến cực hạn, cảm giác lại sâu sắc. Lý Thành đã là tu vi tụ thần cảnh, nàng ở lại chỗ này cương thi kia có thể sẽ kiêng kỵ không dám xuất hiện. Không biết cương thi đó sẽ đến hay không, Lý Mộ vừa chờ đợi vừa mặc niệm tâm kinh tu luyện bất chi bất giác đã qua cảnh tư. Giờ xỉu đã qua, quy đổi, cũng đã bạc qua ba giờ đêm trong từ đường trưng ra mấy tộc nhân trực hệ kia đã mất ngủ chỉ có hai người vẫn gắng gượng chống đỡ tinh thần nhưng cũng dựa vào cột của từ đường ngủ gà ngủ gật phành phành liên tục ngay tại lúc bản thân của lý mộ cũng cũng sắp sinh ra một tiêu buồn ngủ ngoài từ đường bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập tinh thần lý mộ rung lên nhất thời hoàn toàn không có buồn buồn ngủ hắn rút bạch cất kiếm đi đến sân ngoài từ đường lớn tiếng hỏi ai là ta mở cửa nhanh ngoài cửa chuyên đến tiếng của trương sơn lý mộ nhẹ nhàng thở ra đi qua mở ra cửa sân nhìn trương sơn ngoài cửa hỏi làm sao vậy có phát hiện gì không đợi hơn nửa buổi tối dám cũng không chưa thấy phát hiện Trương Sơn ôm mông rốt ruột nói Hôm nay hình như là ăn đồ hỏng Nhà sĩ ở nơi nào Ta à, sắp không nhịn được rồi Lý mộ chỉ chỉ môn góc sân Trương Sơn ôm mông lập tức chạy vội qua Lý mộ đóng cửa lại Còn chưa đi đến trong từ đường Viện cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa Phanh Tiếng gõ cửa lần này so với một lần trước càng thêm dồn dập Lý mộ đang muốn đi qua Hai cánh cửa gỗ rắn chắc dày nặng kia À, sau khi truyền đến hai tiếng trầm đục liền âm âm sập xuống. Một bóng người cao lớn đen trì xuất hiện ở cửa, ánh trăng chiếu vào trên bóng người đó lộ ra một khuôn mặt trắng bạch không có một tia máu. Trên khuôn mặt đó che kín nếp nhăn khe khe rãnh, mặt hướng trong hốc mắt lõm xuống thật sâu, khóe miệng lại có hai cái răng nanh chìa xuống phía dưới. Hắn đứng ở cửa, xa xa đã có một luồng âm khí ập vào mặt, đến rồi. Trong lòng Lý Mộ cả kinh, nháy mắt từ trong lòng lấy ra ống trúc, không chút do dự dứt điểm hòa, một ánh lửa từ trong ống trúc bắn ra nổ tung vào trong thời đêm. Giống một tiếng, trong huyết thầu cương thi kia phát ra một tiếng trầm nặng hướng về phía Lý Mộ bổ nhào tới. Đầu gối gã không có gấp khúc, tốc độ lại cực nhanh, hầu như là kéo theo một tàn ảnh trên 10 ngón móng tay dài cả tấc phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm mưu cắm thẳng vào cổ của lý mộ nhanh như vậy lý mộ bị dọa cho giật mình hắn biết khiêu cương tuy hành động không có linh hoạt nhưng tốc độ vượt xa người thường nhưng cũng không ngờ tốc độ của chúng nó thế mà nhanh đến loại tình trạng này cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị lập tức thi triển dược nhan thuật thân thể nhảy về phía sau xa hơn một trượng né tránh một đòn của cương thi này xèo một tiếng cương thi kia nhảy đến trên mặt đất dưới chân lại bỗng nhiên dâng lên một làn khói đen trên mắt gã lộ ra biểu cảm khổ sở dữ tợn nháy mắt nhảy đến về phía sau không dám tiến lên thêm một bước nữa lý mộ nhìn một tầng gạo nếp trên mặt đất phát hiện trên đó hiện ra một dấu chân cháy đen hắn nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ ấy hey, càng gợi chú anh rồi nhà sĩ góc tường Trương Sơn từ bên trong chui ra nguy hoặc nói Lý mộ Cái gì cháy khét vậy Má đấy là cái gì Nhìn thấy bóng đen ở cửa Thân thể của Trương Sơn run run một cái Bị dọa hai chân mềm nhốn Ngã bạch xuống đất Cảm giác được khí tức của Trương Sơn nơi đó Bóng đen nhảy xoay người Quay sang hướng Trương Sơn lao tới Trương quanh nhà sĩ cũng không rắc gạo lếp Ní mộ nhìn Trương Sơn xa xa hồ lớn Nín thở trương sơn bịt mạnh cái mũi của mình bóng người cương thi kia thì dừng lại đứng ở tại chỗ động tác lập tức chậm lại thấy một màn như vậy trong lòng lý mộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra cương thi kia không nhìn thấy trương sơn ở trước mắt liền nói lên nó không nhìn được vật nhiều nhất chỉ là một con khiêu cương lợi hại lý thanh và hàn chiết giải quyết không có chút áp lực hắn đưa tay về phía trong lòng từ bên trong bốc ra một nắm gạo nếp hướng trên thân cương thi đó ném đi Cường thi kia tuy không thể nhìn thấy nhưng bản năng cảm giác được nguy hiểm nhảy lần nữa. Ngay tại một chớp mắt gã rơi xuống đất, một lá bùa từ phía trước hắn bắn nhanh đến, dán ở trên trán gã. Thân thể gã đứng thẳng bất động ở tại chỗ không thể lay động. Bóng người hàn chết từ chỗ tối đi ra, khinh thường nhìn con cương thi kia một cái nói. Khi yêu cương nho nhỏ, thứ yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ, có thể tạo ra sóng gió gì? Cẩn thận! Lý Mô mang pháp lực vận đến cực hạn hầu như là nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Hàn Triết. Một cước đá văng hắn khiến 10 cái móng tay sắc bén đâm vào cổ của Hàn Triết hụt vào hoảng không. Lá bùa trên trán cương thi kia bỗng nhiên tự cháy hóa thành cho tàn rơi xuống. Sau khi một đòn nhầm vào Hàn Triết trượt, 10 móng tay chuyển phương hướng quay đầu đâm vào ngực của Lý Mộ. Phanh một tiếng, một đòn tấn công này của gã vẫn chưa trúng không chỉ có như thế sau khi một đòn đánh, đánh này trượt toàn bộ thân thể của gã cũng bay ngược ra ngoài lý thanh một trường đánh lui cương thi này chắc lý mộ ở sau người nói nó giao cho ta các người đi bảo hộ tộc nhân của trương gia đầu nhi cẩn thận lý mộ dặn dò nàng một câu nhanh chóng lùi tới từ đường để ngừa cương thi này bỗng nhiên đánh lén Cường thi kia bị Lý Thành đánh gã thân thể lại tự dựng thẳng đứng lên. Nhưng lần này gã chỉ là đứng xa xa ở nơi đó chưa vội vã công kích. Tuy gã không có linh trí nhưng cũng có thể cảm nhận được nữ tử vừa rồi đánh lui gã cường đại vô cùng. Bỗng nhiên, thân thể của thương cương thi kia bay lên không một lần nữa chẳng qua không phải là khớp xương công kích với Lý Thành mà là nhanh chóng lùi về phía sau sau vài cú nhảy Liên biến mất ở trong đêm tối mờ mịt chạy rồi lý mò không ngờ cương thi này lại nhát gan như vậy bị lý thanh một chiêu đánh lui liền quyết đoán rút đi trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tầm hơi hàn thiết ngươi ở chỗ này ta đuổi theo nó mặc cho cương thi kia đào tẩu nó nhất định sẽ hại người tiếp lý thanh dặn dò hàn thiết một câu liền hướng phía cương thi đó biến mất đuổi theo Hàn Triết vừa rồi bị Lý Mộ một cước đạp bay, giờ này từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Lý Mộ một cái nói. Gạo nếp đối với Cương Thi thật sự có tác dụng khắc chế, trước kia là ta cô lậu quả văn, học nghệ không tinh. Lý Mộ thu hồi kiếm nói, ta đi xem có ai bị thương không. Lý Mộ đi ra khỏi từ đường phát hiện Lý Tứ bỏ bọn vài thêm bộ khoái đều ở vị trí ban đầu. Xem ra cương thi kia đối với mục tiêu trái lại là chấp nhất Một lòng muốn hút tinh huyết của tộc nhân nhà mình Hắn triệu tập mọi người một lần nữa tới sân tử đường Dùng gạo nếp ở bên ngoài làm thành một vòng tròn Hắn chết lại nhìn về phía Lý Mộ nói Chuyện vừa rồi cảm tạ Không có gì Lý Mộ không thèm để ý nói Đổi là người khác ta cũng sẽ cứu thôi Hàn Chiếc không mở miệng trong lòng từ dừng lại có một người trẻ tuổi chạy đến hoàng sợ nói. Lão Gia Gia, Cương Thi vừa rồi là Lão Gia Gia. Hàn chết nhíu mày lại hỏi, Cương Thi đó là Trương Lão Viên Ngoại, người xác định ngươi không nhầm lẫn. Người trẻ tuổi run run nói, không có khả năng, không có khả năng nhận lầm, thật là dạng Lão Gia Gia. Điều này sao có khả năng? Hắn thiết mặt lộ vẻ nghi ngờ lầm bầm Trường lão viên ngoại chết mới được bao lâu Sao có khả năng biến thành khiêu thi Nhất định có vấn đề Hắn còn chưa dứt lời Lại bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảnh báo Đột nhiên nhìn về phía cửa Hầu như là cùng lúc Lý mộ cũng nhìn về cùng hướng Chỉ thấy một cái bóng đen lần nữa xuất hiện Ở trước cửa sân từ đường Cương thi trường lão viên ngoại Biến thành đi mà quay lại Thì là Lý Thanh lại chưa đi theo phía sau hắn một bộ một bộ khoái sắc mặt kinh hoàng hét lớn lại trở lại rồi thứ đó lại trở lại rồi hàn thiết không ngờ cương thi này lại hiểu được điệu hộ ly sơn sắc mặt càng thêm âm trầm nói nhanh với vài tên bộ khoái các người về từ đường đi đóng cửa chính lại nghe được bất cứ động tĩnh gì cũng đừng đi ra mấy tên bộ khoái kéo người trẻ tuổi trở lại từ đường trong sân chỉ còn lại lý mộ hàn tiết cùng với con cường thi kia vừa rồi bị gạo nếp tổn thương cường thi kia cũng chưa trực tiếp sông lên trong miệng gầm nhẹ một tiếng bỗng phun ra một làn sương mù đen sương mù đen kia hướng về phía hàn tiết cùng lý mộ lan tràn đến hai người không dám chậm trễ nhảy về phía sau liền nhảy tới cửa từ đường Sương đen đó vẫn chưa lan tràn tới, chỉ là ở mặt đất trong sân đảo qua, gạo nếp trên mặt đất ở lúc tiếp xúc đến sương đen, ngay lập tức liền biến thành màu cháy đen. Không ổn. Hàn triết vừa mới lên tiếng, cường thi kia liền lại nổi giận gầm lên một tiếng bổ nhào tới. Không còn gạo nếp các chế bất cứ một chỗ nào trong sân, y cũng có thể đặt chân. Mục tiêu dần đầu tiên của nó là lý mộ. Mười ngón mang theo ánh sáng lạnh lẽo hướng Lý Mộ đâm thẳng đến. Móng tay sắc bén chính là vũ khí của nó, chỉ cần bị nó đâm trúng trên người Lý Mộ lập tức sẽ có thêm 10 cái lỗ máu. Có hàn triết Lý Mộ không tiện thi triển lôi pháp. Đương nhiên, cường thì này tốc độ cực nhanh, cho dù là Lý Mộ sử dụng lôi pháp cũng không nhất định có thể đánh trúng. Ngược lại sẽ bởi vì làm phép tạm dừng bị nó áp sát. Cũng may mắn, hình thân để túng thuật đã cực kỳ thuần thục cương thi này tuy có tốc độ nhanh tính linh hoạt lại kém hơn một chút lý mộ né trái tránh phải cũng thoải mái có thừa khiến hắn buồn bực là trong sân chỉ có hắn cùng hàn Thiết hai người nhưng cương thi này cho dù có đi ngang qua bên người của hàn Thiết cũng thờ ơ quyết tâm công kích mình như là nhận định lý mộ bỗng nhiên lý mộ ngỡ nghĩ tới khả năng lý thanh từng nói hắn là thuần dương chi thể Hồn phách tinh huyết đối với yêu tà mà nói đều là vật đại bổ, chẳng lẽ cương thi này có thể cảm nhận được thân thể hắn khác biệt? Lý mộ, tránh ra! Bên tai chuyển đến tiếng của hàn chiết, Lý mộ lăn một vòng ngay tại chỗ, vòng đến phía sau một cây cột hành lang, hàn chiết một tay cầm kiếm gỗ, từ phía trước đâm vào thân thể của cương thi kia. Gỗ đào chính là tinh hoa của ngũ mộc bản thân có tác dụng trừ tà trần tai, Kiếm gỗ đào trong tay của Hàn Triết càng là một pháp khí từng bị tế luyện. Cương thi kia đầu cương thi kia đầu đồng tay sắt, thân thể đao kiếm khó tổn thương cũng bị thanh kiếm gỗ này đâm vào thân thể, phát ra một tiếng rít gào khổ sở. Theo một tiếng rít gào này, trong miệng nó tràn ra nhiều càng nhiều khí đen bao vây kiếm gỗ đào cắm ở ngực. Nó dùng hai tay cầm thân kiếm thế mà lại trực tiếp rút ra, rắc một tiếng, Gãy thành hai đoạn Vành Hai cánh tay cương thi đó thuận thế quét ngang Hàn chết nâng cánh tay đón đỡ Thân thể trực tiếp bay ra ngoài Giống một tiếng Sau khi bị thương Tựa như là càng thêm kích phát hung tính của cương thi này Nó ngửa mặt lên trời liên tục giống vài tiếng Vài luồng ánh sáng trăng màu trắng Bị nó hút vào ở trong miệng Thân thể nó bành trướng lớn mạnh Thêm một vòng răng nanh trong miệng chìa ra khỏi khóe miệng máu tay biến thành màu tím so với vừa rồi lại dài thêm cả tấc sau khi thân thể xảy ra một loại biến hóa này một khắc nào đó thân thể nó nháy mắt biến mất khỏi chỗ ban đầu trong lòng lý mộ kinh hoàng một nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ trong lòng dâng lên theo bản năng thì triển khinh thân thuật thân thể tự dâng hướng một bên lướt ngang một trượng đầu vai hắn truyền đến một trận đau đớn máu tươi từ trong áo công sai trào ra cùng lúc đó con cương thi kia ở phương hướng hắn vừa rồi đứng thẳng xuất hiện trên móng tay màu tím có giọt máu chậm rãi nhỏ xuống lý mộ ôm đầu vai chỉ cảm thấy mê muội một trận ngày sau đó bóng người cương thi kia một lần nữa từ trong nháy mắt lý mộ biến mất phanh liên tục một bóng người trực tiếp bay ngược đi Cương thi kia bị hàn chết ngăn trở một lần, bóng người cũng hiện lên lần nữa. Hàn chết từ trên mặt đất bò dậy, cầm trên tay một thanh kiếm gãy, lại từ trong lòng lấy ra một tấm gương bắt quái. Mặt cương nhằm vào cương thi kia, một luồng ánh sáng từ trong gương bắn ra, tạm thời bức lui nó. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, quay đầu nhìn Lý Mộ một cái hỏi, không sao chứ. Lý mộ điều động một tiếp pháp lực Phật môn kia ở trong cơ thể vận hành đến miệng vết thương trên vai. Vết thương vốn có màu đen sau khi toát ra những tia khí đen liền không đổ máu nữa. Cảm giác mê muội của Lý mộ cũng dần dần biến mất. Hắn nắm bạch ất kiếm lắc đầu nói, không sao. Hắn thiết gắn trông đỡ thân thể đứng dậy nói, đạo hạnh của nghiệt súc này so với ta tưởng tượng còn cao hơn, người tránh ra. Lý mộ nhìn bộ dáng của hắn hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà hỏi. Người được không? Hàn chiết giật thật, thật khóe miệng không mở được miệng nữa, mang nửa thanh kiếm gãy kia ném đi, chậm rãi đi đến dưới hành lang. Cường thị kia hiển nhiên rất kiên kỵ đối với gương bắt quái trong bàn tay của Hàn Thiết, lùi về phía sau hai bước cũng chưa lập tức đánh tới. Hàn Thiết đứng ở trong sân, hai tay ngón tay giao nhau bỗng nhiên là một cái động tác đạo thuật thủ ấn. Trong lòng Lý Mộ hơi kinh hãi, đồng thời cũng sâu sắc cảm nhận được lực lượng thiên địa chung quanh bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Cường thị đó tựa như cũng phát hiện được không đúng gầm nhẹ một tiếng hướng về hàn triết bộ nhau tới. Chẳng qua khi thân thể nó ở giữa không trung liền lại bay ngược trở về, trước người hàn thiết xuất hiện một hư ảnh nhàn nhạt, nhạt, đó là hư ảnh một lão già dầu tóc bạc trắng mặc một cái đạo bào rộng thùng thình lão thản nhiên nhìn cương thi đó vươn một bàn tay ngón trỏ ngón giữa rưỡi thẳng cái ngón đè ngón cái đè ngón áp út cùng ngón út bắt một cái kiếm quyết lão già nhẹ nhàng vung lên bóng người dần dần tiêu tán tất cả xảy ra ở trong thời gian rất ngắn từ lão giả xuất hiện đến biến mất, tựa như biến hóa gì cũng chưa từng có. Nhưng cường thi kia lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Sau một tiếng vang nhỏ, thân thể của nó từ giữa vỡ ra thành hai nửa ngã ở trên mặt đất. Hàn thiết sắc mặt tái nhợt, từ trong lòng lấy ra hai lá bùa ném về phía hai mảnh thi thể đó. Lá bùa tự cháy ở không trung sau khi tiếp xúc đến thi thể liên hưng hực cháy lên. Rất nhanh hai nửa thi thể trên mặt đất liền thiêu đốt gần hết, chỉ còn lại có hai đám trò đen. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mê muội lần nữa ập tới thân thể lảo đảo ngã xuống. Nơi xa một bóng người nháy mắt đến, lý mộ chưa ngã ở trên mặt đất mà là ngã xuống ở trong lòng Lý Thành. Đầu nhi, lý mộ dãy dụa đứng dậy Lý Thành nhíu mày nói. Đừng có nhúc nhích, người chúng thi độc rồi, ta giúp người chữa thương trước. Nàng nắm tay của Lý Mộ mang pháp lực của mình cuồn cuộn không ngừng đưa ra. Hàn chết đứng ở nơi đó cúi đầu nhìn cánh tay mình vừa rồi không cẩn thận bị cào thương. Đi đến một bên yên lặng vận chuyển pháp lực chữa thương. Cường thì gây hại cho thôn bị diệt. Thôn dân trương gia thôn rốt cuộc yên tâm. Không ngờ được thật là trương viên ngoại. Những kẻ đó đều là con cháu của trương gia bọn hắn, hắn cũng hạ miệng được. Chưa ngài tiền sư đại nhân nói sao? trương viên ngoại đã biến thành cương thi không có nhân tính mặc kệ cái gì con cháu hay không ta nhớ rõ trương viên ngoại lúc trẻ tuổi cùng ở uh, trong đạo quan học được đạo pháp một thời gian đạo trưởng kia còn nói hắn là cái gì tư chất tốt sao cả ngày chỉ cương thi cũng đấu không lại ta cảm thấy là hòa thượng loại hại buổi tối hôm trước nghe nói chùa kim sơn phật tổ lại hiển linh Sau khi trời sáng, thôn dân Trương Gia Thôn ngủ dậy vây quanh từ đường Trương Gia trì trò, nghị luận không ngừng. Trong thôn xảy ra chuyện gì rất nhiều người cả đêm không ngủ, trời vừa sáng liền đánh bảo đến từ đường Trương Gia hỏi thăm. Hàn Chiết tới mộ của Trương Lão Viên Ngoại điều tra trở về, vừa mới vào sân liền nhịn không được mắng. Trường gia chọn mộ cũng không tìm thấy một thầy địa lý đáng tin nói cái gì mộ táng phong thủy bảo địa đó căn bản là một chỗ đất dưỡng thi thượng dài trăm ngàn năm qua không biết tích góp bao nhiêu sát khí oán khí khó trách hắn vừa hạ táng đã biến thì thời gian ngắn với như vậy đã tiến hóa thành khiêu cương sự kiện cương thi trường gia thôn điểm đáng ngờ duy nhất chính là trương lão viên ngoại vừa mới chết không lâu liền biến thành cương thi hơn nữa đạo hạnh không cạn thuít nữa khiến Hàn Chiết cùng Lý Mộ đều ngã ở trong tay hắn. Ở sau khi Hàn Chiết tra xét kỹ một Ở sau khi Hàn Chiết tra xét kỹ một của hắn mới rốt cuộc tìm ra được đáp án, địa điểm Trương lão bên ngoại hạ táng không chỉ có một vài phong thủy bảo địa thì có thích hợp an táng, còn là một chỗ mồ đại ác dưới lòng đất tụ tập lượng lớn âm sát chi khí, khi thể chôn ở nơi đó không cần mấy ngày sẽ thi biến sau khi hấp thụ nơi đó âm sát chi khí trong khoảng thời gian cực ngắn thực lực sẽ tăng vọt lại thêm hút tinh huyết thật thân tộc mới có đạo hạnh khủng bố của cường thi kia đến đây cái chết của trương viên ngoại liền không có điểm đáng ngờ gì có thể kết án từ đây trường già có thể nói là xui xẻo đến cực điểm vừa mới chết lão viên ngoại một tháng sau lại chết viên ngoại mới còn gặp phải loại ta sự này đối với huyện nha cùng trương gia thôn mà nói tinh thế chưa tiếp tục mở rộng đã xem như là may mắn lý mộ ngày hôm qua bị cương thi kia và gây thương tích giờ phút này sắc mặt còn có chút thái nhợt cảm khái nói Cường thị đó mới có thủ luyện không đến một tháng đã có đạo hạnh như thế bằng với yêu vật cùng nhân loại khổ tu Mới chục năm. Thật sự là không có đạo lý. Giới tu hành không có đạo lý đâu, chỉ có một ngón tay. Thế này đã tính là cái gì? Hàn chết bĩu môi nói, dục trình này hấp thu nhiều âm sát chi khí như vậy cũng mới tương đương với tu hành cảnh giới thứ ba từng có người trước khi chết chứa đựng oán khí ngập trời, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, thực lực áp sát cảnh giới thứ sáu, tuy ý làm hại thế gian, không biết bao nhiêu người tu hành chết ở trong tay à. Một lần đó, triều đình xuất động đại năng thượng tam cảnh mới triệt để chém giết à. Nguồn gốc lực lượng của quỷ vân khác so với người tu hành, lý mộ không hâm mộ được, cũng không cần hâm mộ. Vụ án trương gia thôn chấm dứt, hàn chết lưu lại hai bộ khoái thu thập toàn cục, trấn ăn lòng người, người còn lại thì về tới huyện nhà. Trong phòng trực, Lý Thanh lại truyền đến cho Lý Mộ một đạo pháp lực nói, người bị thương rồi, về nhà nghỉ ngơi, dưỡng thương trước đi, tạm thời không cần phải quản chuyện nha môn. Lý Mộ gật gật đầu liên tiếp hai ngày không nghỉ ngơi như thế nào, mặc dù hắn đã bước đầu tu hành, tân thể vẫn có chút không chịu được hắn đi ra khỏi phòng trực lúc chuẩn bị về nhà lão vương từ trong phòng trực cách bách thò đầu nói lý mộ hai ngày qua ngươi không có mặt buổi sáng hôm nay nha môn vừa mở cửa có một cô nương đến huyện nhà tìm ngươi lý mộ ngẩn ra một phen hỏi cô nương cô nương nào lão vương nghĩ nghĩ nói ta quên rồi nhưng mà cô nương đó bộ dáng rất đẹp dáng người cũng tốt Ngừng tấn công mông phòng thủ Thành cô nương ở trước mặt nàng Giống như là đứa nhỏ Nghe Lão Vương nói như vậy Lý Mộ liền biết người đến là ai Liễu Hàm Yên so tới nhà môn Muốn tìm hắn là gặp phải phiền toái gì sao Lý Mộ một đường trở về nhà Tính đổi bộ quần áo trước Sau đó đi cách vách hỏi một chút Hắn vừa mới lấy chìa khóa ra Cửa sân cách vách liền bỗng nhiên mở ra liễu hàm yên bước nhanh đi ra khi nhìn thấy lý mộ nhẹ nhàng thở ra hỏi hai ngày qua ngươi đi đâu trong nhà môn đã xảy ra hai vụ án ta ra ngoài phá án lý mộ giải thích một câu lại hỏi bọn họ nó ngươi đi nhà môn tìm ta là có chuyện gì liễu hàm yên lườm hắn nói là vạn vãn lo lắng cho ngươi nặng nặng nặc đòi ta đi huyện nhà hỏi Nàng nói xong nhìn thấy vết máu trên đầu vai của Lý Mộ bước nhanh lên vẻ mặt lo lắng hỏi Người bị thương Lý Mộ còn chưa kịp thay quần áo chuẩn bị trở về lại xử lý vết thương lắc đầu nói Một chút vết thương nhỏ Liễu Hàm Yên thấy áo đầu vai hắn rách thành mảnh vải Mơ hồ có thể nhìn thấy vết thương khủng bố Sắc mặt hơi trắng bệch hỏi Đây, đây là bị thương như thế nào? Nói là cương thi bị nói là cương thi cào bị thương lý mộ sợ dọa nàng cười nói không có gì đáng ngại ta đi về thay quần áo trước đây lý mộ về trong nhà cởi quần áo trên thân lý thành chỉ là giúp hắn khu trừ thi độc ngoại thương trên bài vẫn còn nhìn có chút dữ tận khủng bố cũng khiến trong lòng lý mộ phát lạnh một trận móng tay cương thi kia thật sự là sắc bén đêm qua hơi lệch một chút cả bàn tay của hắn sẽ bị cắt xuống lý mộ đang định xử lý vết thương một ven cửa bỗng truyền đến hai tiếng kinh hô vãn vãn sợ tới mức bịt cả mắt liệu hàm yên đầu tiên là xoay người lại lập tức quay lại nhìn thấy năm vết thương trên vai của lý mộ vội vàng nói đại phu mau vào nhìn một đại phu đeo hòm thuốc đi vào lý mộ mới biết được nàng vừa rồi là đi mời đại phu cho mình lão già đó tiến lên vài bước kinh ngạc nhìn bà vai của lý mộ hỏi hey, cái này hình như là cái gì cào bị thương lại không giống mãnh thú liệu của nường đã phù điều phối trưng cho hắn một ít thuốc trị thương phiền ngươi trước giúp hắn rửa vết thương đi liễu hà miên nhìn tiểu nha hoàn khuôn mặt nhỏ trắng bệch sắp khóc rồi nói Vạn vãn, vãn nhanh đi lấy chút nước nóng Vãn vãn nhanh chóng chạy ra, rất nhanh liền bưng một chậu nước ấm đi vào. Liễu Hàm Yên thấm ướt khăn mặt khi ngồi ở trước giường, Lý Mộ vội vàng nói. Ê, hey, thầy ta tự mình làm đi, ta có thể mà. Tuy hắn giờ phút này chỉ lộ bả vai, nhưng giờ chung quanh vết thương nhất định phải cởi áo. Nam nữ có phòng bị, khi đó nàng còn ở nơi này liền không thích hợp. Thấy Lý Mộ một tay khác không bị thương, Liễu Hàm Yên đưa khăn mặt cho hắn nói bạn vạn chúng ta ra ngoài trước nàng ra khỏi phòng vừa lúc nhìn thấy hai bóng người một béo một gầy từ bên ngoài đi vào liễu hàm huyên từng gặp một người ở trong đó biết hắn cùng là bộ khoái huyện nha hình như là họ trương tên cao gầy kia tuy chưa từng gặp nhưng nhìn hắn mặc quần áo công sai hắn cũng là một vị đồng nghiệp khác Ánh mắt của Lý Tứ từ trên người Liễu Hàm Yên đào qua, liền không nhìn nàng nữa. Trên mặt Trương Sơn thì lộ ra nụ cười nhiệt tình nói. Liễu của nương, người cũng ở đây à? Các người là đến thăm Lý Mộ à? Đại phu đang ở bên trong bốc thuốc cho hắn. Liễu Hàm Yên đối với hai người gật đầu, ý niệm xoay chuyển lại hỏi. Hai ngày qua hắn rốt cuộc là tra vụ án gì sao có thể bị thương nặng như vậy? Lý Tứ chưa trả lời Trương Sơn lại như mở cái máy hát Mặt mày vui vẻ nói Vụ án này có chút phức tạp Trường gia thôn gà cùng dê bị hút máu Vốn chúng ta cho rằng chỉ là hai con trồn tinh làm Nhưng ai mà ngờ được Lại có một con cương thi đã thành có, có thành tựu Đêm qua chúng ta cùng cương thi đó đại chiến 300 hiệp Lý mộ chính là bị con cương thi đó cào bị thương Liễu Hà Miên chứng sở nhìn bọn họ lầm bầm Yêu tinh Cương thi Trương Sơn gật gật đầu nói Thật ra lúc trước có một lão hổ tinh Nhưng lại bị một hòa thượng đánh chết Đúng rồi Đại phu bôi thuốc xong chưa Ta vào xem chút Lý Tứ đá một phát ở trên chân hắn nói Xem cái gì Đầu nhi nói để Lý Mộ nghỉ ngơi cho khỏe Đừng có mà quấy giày hắn Người đêm qua cả đêm không về Bây giờ còn không quay về nói một tiếng với bà vợ nhà ngươi Trương Sơn nghe vậy biến sắc mang hoa quả sách ở trong tay buông xuống lập tức nói ta đi về trước tối nay lại đến thăm lý mộ liễu cô nương mấy thứ này niên phiền giúp người chúng gi ta cầm đại phu kia sau khi giúp lý mộ bốc bôi thuốc băng bó bà vai đơn giản liền thu thập đồ đạc rời khỏi chỉ chốc lát liễu hà miên cùng vãn vãn đi vào phòng nàng nhìn lý mộ môi giật giật tựa như muốn nói cái gì bộ dáng muốn nói lại thôi Lý mộ tựa vào đầu giường nói Tiền chuẩn bệnh cùng tiền thuốc của đại phu Ta lát nữa đưa cho người Liễu Hàm Yên lắc lắc đầu nói Người bây giờ là thuyết thư lang trưởng của trà lâu Rất nhiều khách nhân chính là hướng về phía người Trà lâu đều dựa vào người kiếm tiền Một chút tiền khám bệnh cùng tiền thuốc Vẫn có thể trả được Nàng đã nói như vậy Lý mộ cũng không kiên trì nữa Văn vạn chạy chậm đến giường dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Lý Mộ hỏi. Công tử, người thật sự là Lý bắt yêu quái sao? Lý Mộ vừa nghe được bên ngoài truyền đến tiếng của Trương Sơn, nghĩ hẳn tên lắm mồm đó, chuyện gì cũng nói rồi, nói không chừng còn muốn thêm mắm thêm muối vài câu, hắn cười cười nói. Yêu quái chưa bắt, trái lại thiếu chút nữa để yêu quái bắt. Văn vãn ngồi xổm xuống trước giường nói. Hai ngày nay tiểu thư lo lắng cho người đó. Liễu Hàm Yên liếc nàng nói một cái, "Ai lo lắng, hai ngày qua là ta mỗi ngày ghé vào đầu đường xem." Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Liễu Hàm Yên nói, "Xin lỗi nhà, án trong nhà môn nói đến là đến, rất nhiều thời điểm cũng không có thể về nhà để các người lo lắng rồi." Liễu Hàm Yên rốt cuộc không nhịn được nói, "Là bộ khoái nguy hiểm như vậy, thân thể của ngươi lại người không thể từ chức bộ khoái mặc kệ là viết sách cũng tốt tuyệt thử cũng thế đều có thể an an ổn ổn tiếp tục như vậy người sớm hay muộn sẽ mất mạng thôi tuy biết thế giới này tồn tại yêu quỷ nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi nàng luôn cho rằng yêu vật cường thì mấy thứ này là chuyện các nàng phi thường xa xôi thẳng đến khi gặp được lý mộ Lý Mộ có thể nghe ra Liễu Hàn hàm yên quan tâm sau khi hiểu lầm ban đầu giải trừ. Đến bây giờ hai người trừ là hàng xóm cũng tính là bạn bè. Những lời này của nàng cũng là hoàn toàn so nghĩ cho Lý Mộ. Chẳng qua đối với Lý Mộ mà nói thân phận bộ khoái có thể giúp hắn ngưng tụ phách tốt hơn là như thế nào cũng sẽ không buông bỏ. Uống chỉ trong nhà môn còn có Lý Thanh không có nàng giúp sinh mệnh của Lý Mộ tỷ lệ đại khái chỉ lại còn không đến nửa năm. Liễu Hà Miên chỉ là một người bình thường, chỉ thuyết tu hành, giải thích cũng không rõ ràng được với nàng. Lý Mộ cũng không nghĩ cách giải thích, chỉ là mỉm cười nói: Tính mạng tất nhiên quan trọng, nhưng nếu ngay cả bộ khoái cũng tham sống sợ chết như vậy, an nguy của các ngươi, an nguy của dân chúng lại nên do ai đến thủ hộ? Hắn nhìn Liễu Hà Miên nghiêm túc nói: Chính là vì sinh mệnh quan trọng, cho nên mới không thể sống lãng phí. Con người cả một đời nên sống như vậy. Khi hắn quay đầu nhìn lại chuyện cũ, không bởi vì lãng phí thời gian mà hối hận, cũng không bởi tầm thường vô vi mà cảm thấy tệ Cho dù là sinh mệnh chỉ còn lại có nửa năm, trong nửa năm này, ta cũng muốn làm việc, ta muốn làm việc, ta cũng muốn làm việc, ta lên làm. Một lát sau, Liễu Hòa Miên cùng với Vãn Vãn đi ra khỏi phòng lý mộ, Vãn Vãn quay đầu nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, công tử nói là có ý tứ gì? Liễu Hà Miên lặng lẽ hồi lâu mới thở dài nhẹ nhàng nói Người còn nhỏ nghe không hiểu những thứ này không sao Nhưng người phải biết thế giới này có rất nhiều yêu ma quỷ quái Chúng ta sở dĩ có thể sống ở nơi này an an ổn ổn Là vì có một người giống như hắn âm thầm yên lặng thủ hộ chúng ta Vạn vạn cái hiểu cái không gật đầu nói Mùa hiểu rồi công tử ở trong bóng tối thủ hộ chúng ta Hắn bây giờ bị thương, tiểu thư muội có thể lưu lại chiếu cố hắn hay không? Liễu Hà Miên gật gật đầu nói, ta đi đun chút canh bổ dưỡng những những người lăn lửa bừng quạt cho hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Mộ kiến thức được tay nghề làm bếp của Liễu Hà Miên, nhưng khi bạn bạn đút từng thìa canh gà đến trong miệng Lý Mộ, Lý Mộ vẫn nhịn không được sinh ra một loại cảm xúc động, cảm xúc động cưới Liễu Hà Miên trở về nhà như vậy hắn có thể mỗi ngày lại được uống loại canh ngon này vạn vạn chuyển một cái ghế tới ngồi ở trước giường đưa thìa đến miệng của lý mộ há mồm lý mộ mở mồm chậm rãi mang ngụm canh đó đưa đến trong miệng của lý mộ lý mộ vốn là muốn tự mình uống nhưng vài phải hắn bị thương sau khi bó thuốc cả cánh tay đều không thể động đậy vạn vãn vãn tới hắn tay trái ăn canh không tiện liền bưng bát cho hắn. từ sau khi lý mộ cai sữa chưa từng có đãi ngộ được người ta hầu hạ như vậy. tiểu nha hoàn vẫn là rất thiểu lòng người mấy ngày nay không thương hàng vô ích. vạn vạn vừa cho lý mộ ăn canh vừa to mò hỏi. công tử lão hổ tinh biết nói không? cương thi bộ dáng như thế nào? trên sách nói cương thi sẽ hút máu người đi đường nhảy cá tưng có phải thật hay không? lý mộ từ từ nói biết nói chuyện không chỉ có biết nói chuyện còn có thể biến thành bộ dáng con người cường thì sẽ hút máu người và bò dê đi đường không hoàn toàn là nhảy cả tưng cường thì lợi hại không chỉ đi đường như con người còn có thể bay lúc lý thanh đi vào phòng nhìn thấy lý mộ lười biếng tựa vào đầu giường một tiểu nha hoàn xinh đẹp đang cho hắn ăn từng thìa canh đầu nhi Lý mộ thiếu chút nữa bị sạc Đang muốn đứng dậy Lý Thanh phất phất tay nói Ngồi đi Ta đến thăm người chút Thuận tiện cho ngươi một cái lá bùa Lạt nữa người mang nó hòa thành nước bùa uống Sau khi thương thế lành Thân thể sẽ không để lại sẹo Lý mộ tiếp nhận lá bùa của Lý Thanh đưa qua nói Cảm ơn đầu nhi Lý Thanh lại nói Người an tâm dưỡng thường trước Nha môn tạm thời không cần đi Chuyện gạo nếp có thể khắc chế cương thi Trường đại nhân đã hoàn trình bẩm bẩm lên hẳn là sẽ có giúp đối với người tu hành chu huyện. Cho tới khi nơi đó tai họa bình ổn, quân thủ đại nhân có lẽ sẽ ngợi khen người. Lý Mộ gật gật đầu hỏi: "Vợ chồng hoàng tử đâu?" Lý Thành nói: "Trường huyền lệnh bảo người ta mang lấy mấy câu dược liệu đổi bạc, cần nên cho mấy thôn dân, hai con điều tình kia cũng thả bọn họ về núi rồi." Vụ án này giải quyết xong, Lý Mộ cũng không có gì phải vướng bận, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Đầu nhi, pháp thuật của Hàn Bộ Đầu cuối cùng chém giết cương thi kia là đạo thuật gì? Không hoàn toàn. Lý Thanh đi nghĩ giải thích. Ở phù lục phái, một nhánh đó chỗ hắn từng xuất hiện cường giả thượng tam cảnh, tuy không thể tự nghĩ ra đạo thuật, nhưng để lại một phần thông điệp tiếp cận đạo thuật cho hậu nhân, thì truyền thuật này có thể triệu hồi ra phân thân hư ảnh của hắn. Hơn nữa sử dụng hư ảnh này dùng một chiêu thần thông hàn thiết ngưng hồn cảnh thì truyền thuật này có thể gọi là hư ảnh phân thân của thần thông cảnh. người tu hành nhân loại khác biệt lớn nhất với yêu tinh quỷ quái chính là thần thông đạo pháp ùn ùn. hàn thiết chỉ là có cảnh giới thứ hai lại có thể giết cương thi vô hạn tiếp cận cảnh giới thứ bốn Đối phó với Lâm Nguyễn cũng là cảnh giới thứ hai càng không cần tốn nhiều sức. Lý mộ cũng tuy có thể lấy tu vi luyện phách cảnh thi triển lôi pháp nhưng không tiện như hàn chết. Triệu hồi ra một phân thân hư ảnh, mình liền có thể đứng ở một bên xem kịch. Hắn có phải tiêu phí lượng lớn thời gian đi tập luyện kỹ thuật bổ người? Khi nào lôi pháp của hắn có thể làm được chỉ cần đâu đánh đó, dự đoán vị trí di chuyển của kẻ địch chuẩn xác đánh trúng kẻ địch đang di động mới xem như là có chút thành tựu. Ánh mắt Lý Thanh nhìn từ trên người vãn vãn đảo qua nói với Lý Mộ. Người nghỉ ngơi trước đi, vụ án trương gia Tôn còn có chút điểm đáng ngờ cần điều tra, ta về nhà môn trước, hai ngày nữa lại đến thăm người. Lý Mộ sâu sắc nhận ra ánh mắt Lý Thanh giải thích. Vạn vạn là hàng xóm của ta, cố ý tới chiếu cố ta. Lý Thanh lúc gần đi ánh mắt tín nhiệm kia khiến Lý Mộ rất cảm động. Cái này rõ làm cho thủ trưởng nàng vẫn hiểu Lý Mộ, biết hắn khác với Lý Tứ là chính nhân quân tử thật sự, sẽ không lừa gạt tình cảm cùng thân thể của thiếu nữ vô tri Lý Mộ cầm lấy lá bùa nói, Vạn vạn, phiền ngươi giúp ta lấy một bát nước tới đây. Lá bùa kia lý tanh cho hắn có hiệu quả rất nhanh vết thương trên bả vai của lý mộ lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng khép lại chỉ ba ngày ba ngày bả vai của hắn vị trí bị thương đã kết vầy hành động cũng chỉ có bất tiện nhỏ ba ngày này là ba ngày thoải mái nhất của lý mộ từ sau khi đến thế giới này ở dưới sự chiếu cố của vãn vãn hắn gần như là áo đến đưa tay cơm đến há mồm, trừ đi vệ sinh, chuyện gì cũng có người làm thay. Lý mộ cuối cùng biết kẻ có tiền vì sao nuôi phải, luôn phải nuôi mấy nha hoàn, lại loại cuộc sống này quả thực ôn nhu hương. Nhưng ôn nhu hương cũng là một anh hùng, Lý mộ biết rõ một đạo lý này, sau khi hưởng thụ một cuộc sống như thế, thiếu ra ba ngày, ăn liền lại tới trà lâu vân yên các. Trong nhã các, Liễu Hà Miên nhìn hắn quên giải người vẫn là nghỉ ngơi vài ngày nữa, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn trở về cũng không muộn. Không cần. Lý Mộ lắc lắc đầu nói, là một người thuyết thư, người nghe tích ta chính là áo cơm cha mẹ, ta không thể để cho bọn họ chờ quá lâu. Liễu Hàm Yên thấy hắn khí sắc công tệ cũng không biện cương nữa, chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Mộ hỏi. Vậy người có ngại để áo cơm cha mẹ của ngươi biết ngươi ở nơi nào hay không? Bọn họ có rất nhiều người đều muốn tự mình tới nhà tặng quà cho người đấy. Tuyệt đối đừng. Lý mộ liên tục xua tay nói. Người biết ta người này khiêm tốn hạ mình chỉ muốn trải qua cuộc sống bình tĩnh không muốn bị quá nhiều quấy dày. Vân Yên Cát. quán trả. Sau khi gã, sau khi gà gáy, lao giả vẫn không dám trở về, tặng đến giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu, lão mới thấp thỏm trở về, nhưng về tới vịnh Bích Tùy lại thấy được một màn khiến lão khó có thể tin. Lão nhìn thấy hai thủy kỳ kia, người trẻ tuổi ngay đó đi ngang qua cùng tên đạo sĩ kia. Kết phường trộm sạch nhọc của lão. Thời gian khoảng cách mấy ngày, thuyết tư làng trẻ tuổi rốt cuộc trở về, mọi người cũng như nguyên, như nguyện được nghe kết cục của chuyện xưa thủy quỷ cùng lão già. Tuy có không ít người bị cú ngoặt bất ngờ không kịp đề phòng này làm kinh ngạc đập bàn tức giận mắng, lại không lại không thừa nhận cũng không được. Loại lộ số nghe cũng chưa từng nghe này so với nghe người khác tuyết thư kích thích hơn nhiều. Vị tuyết thư lang trẻ tuổi này mỗi ngày sẽ kể ba năm câu chuyện xưa khi kể đến một cách cuối cùng vì giữ khách sẽ cố ý chỗ đặc sắc nhất ngắt mất. Mọi người tuy nhất thời phẫn nộ nhưng cũng biết đây là cách giữ khách của người thuyết thư nhiều nhất hùng hùng hồ hồ vài câu lại thật sự sẽ không xông lên đài mang người nọ kéo ra đánh một trận lại thật sự vân đài quận có một huyện lệnh họ lý trong nhà phi thường có tiền nuôi bảy cơ thiếp tuyệt như hoa trần bảo trồng chất như núi một ngày lý huyện lệnh bỗng nhiên bất đắc kỳ tử một đạo sĩ tới nhà công bố có thể khiến hắn chết đi mà sống lại đạo sĩ cho lão bộc trong nhà lý huyện lệnh một tờ giấy báo cho lão đến thời khắc nguy cấp nhất lại xem nói xong liền biến mất như bốc hơi lão bộc về nhà nhịn không được mở ra túi giấy vụng trộm đọc nội dung chỉ thấy trên tờ giấy đó thế mà lại viết muốn biết trên giấy viết cái gì Ngày mai cùng thời điểm không gặp không về. Chuyện xưa thu hút người ta muốn biết chuyện về sau như thế nào mời nghe lần tới phân giải. Quen thuộc những khách nhân dưới đài phẫn nộ hô vài câu cầu tặc loại cái trò này đánh gãy chân của ngươi vân vân liền hung hung hồ hồ giải tán. Lý mộ từ cửa sau chuồn khỏi Vân Yên Các, đại khái tính toán một ven, dựa theo tốc độ như vậy, ngắn thì 10 ngày, lâu là lửa tháng. Nộ tình của hắn ngưng tụ thành phách thứ hai cần sẽ thu thập viễn mãn. Nếu có đủ lực lượng phách dùng để luyện hóa nộ tình, phách thứ hai lập tức có thể luyện hóa thành công. Không biết lực lượng phách con hổ yêu kia có đủ hay không? Nếu không đủ chỉ sợ con có phải đi tìm kiếm cơ hội khác. Một bộ lý luận cá lớn nuốt cá bé đó của Lão Vương tuy rất thần khốc lại là pháp tắc sinh tồn hiện thực lý mộ sẽ không vì tu hành mà giết yêu lấy phách nhưng nếu là yêu vật làm nhiều việc ác bị phán xử ngay tại chỗ hắn cũng sẽ không lãng phí lực lượng phách này con đường tu hành không phải là không có đường tắt có thể đi nhưng phải tuân thủ bản vững bản tâm cùng điểm mấu chốt của mình lý mộ lúc nào cũng dùng lời của lý thanh yêu cầu bản thân Hắn đi vào phòng trực, nhìn thấy Trương Sơn Lý Tứ cùng Lão Vương đang vây quanh bàn ăn dưa hấu. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói, Lý Mộ, người không dưỡng thương cho tốt, đến nha môn làm gì? Lý Mộ cầm lấy một miếng dưa hấu nói, Đầu nhi cho ta một lá bùa chữa thương, ta đã gần khỏi hẳn rồi. Trương Sơn lắc đầu nói, Thường thế vừa khỏi đã tới đây, người thật sự là càng ngày càng chịu khó đây lão vương vừa cắn dưa hấu vừa hỏi lý mộ người là từ nơi nào đọc được gạo nếp có thể khắc chế cương thi ta lật mấy trăm quyển sách cũng chưa tìm được ghi chép lý mộ nói lúc còn nhỏ một vị đạo trưởng nói cho ta biết có thể là bí pháp độc môn của hắn ấy. cũng có khả năng lão vương ném vỏ dưa hấu nói một điều này nên nhớ kỹ kỳ tạc trên thập châu yêu vật trí về sau ai gặp được cương thi cũng có thể thêm biện pháp phòng thân Hắn lau miệng lại nói, đúng rồi, lực lượng vách của cương thi kia người có rút chưa? Lý mộ ngẩn ra một phen hỏi, cương thi cũng có phách lực. Cương thi cũng là chết lâu như vậy, vách đã sớm tàn, đương nhiên là không có. Lão vương lắc đầu lại nói, nhưng người sẽ không cho rằng cương thi hại người chỉ là hút máu người ta chứ. Lão Vương đọc nhiều sách vở, tri thức so với Lý Mộ rộng lớn hơn không biết bao nhiêu. Lý Mộ nhìn lão hỏi, còn có gì? Lão Vương lại cầm lấy một miếng dưa hấu nói, chỉ có hút máu người là Bạch Cương cùng Hắc Cương. Chúng nó thành thi không lâu, chỉ có thể hút máu người. Nhưng khi Hồ cương thì khác, chúng nó không chỉ có thể hút nguyện họa, nguyệt hoa tu luyện, còn cùng lúc hút máu sẽ mang phách người ta cùng nhau hút đi một con khiêu cương mấy chục năm đạo hạnh trong cơ thể không biết tích góp bao nhiêu phách lực so với yêu vật hữu dụng còn hơn nhiều. Lý mộ đáng tiếc nói Người sao không nói sớm? Lão vương nhún vai Người cũng không hỏi mà. Lý mộ thật sự không biết những điều này nếu sớm biết đã bảo hoàn chết muộn một chút đốt cường thì kia nhưng hắn nghĩ lại Trương viên ngoại không giống với những khiều cường mấy chục năm đạo hạnh kia. Hắn chết mới không đến nửa tháng, cũng chỉ cắn một người hai dê ở trong thân thể hắn là không có bao nhiêu phách lực. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng không có tiếc như thế. Bây giờ biết cũng không muộn mà. Lão Vương chỉ hai ba miếng ăn xong miếng dưa hấu nói, Chủ, chủ huyền lệnh bên kia họa cương thi còn chưa giải quyết, ngươi bây giờ đi chu huyện hẳn là còn có thể hấp thu được một ít vách lực. Bắc quận rất nhiều người tu hành đều đi chu huyện, từ tổ, từ đi hỗ trợ bình định loạn cương thi, hẳn là cùng loại cũng loại chú ý này. Cương thi của chu huyện, cương thi của chu huyện vách lực tuy tương đối với lý mộ có hấp dẫn rất lớn, nhưng lý mộ vẫn có thể cân nhắc cân lượng của mình. Một con kiêu kiêu cương chỉ thiếu chút đã lấy mạng của hắn. Chu huyện là ngay cả phi cương cũng có thì đi theo bên người của lý thanh giết mấy tiểu yêu làm nhiều việc ác không thơm sao không cần thiết vì một chút đường tắt mạo hiểm lớn như vậy nhưng vương lão đầu có một điểm trái lại lại nhắc nhở hắn đó chính là đọc nhiều sách không có sai nếu lý bộ có kiến thức uyên bác như lão vương sẽ không lãng phí nhiều cơ hội như vậy hắn nhìn về phía lão vương nói người gần đây đang đọc sách gì đề cử cho ta mấy quyển đi lão vương nghĩ nghĩ nói hải hòa bảo giám một rèn mộng xuân vạn yêu diễm hậu còn có một quyển tên là liêu trai ngày hôm qua mới ra thật sự là mở rộng tầm mắt với lão phù cái gì người cùng quỷ người và yêu người và quỷ cùng yêu có nữ quỷ xà yêu thế mà còn có cả long tộc không thể không phục người viết quyển sách này thực con mẹ nó là một nhân tài trương sơn nghe vậy lập tức có tinh thần nói lão vương mấy quyển sách này ngươi xem xong cho ta mượn đọc một chút hái hoa mộng xuân diễm hậu nghe không phải là quyển sách nghiêm túc gì cũng xứng đáng đồng tiền cùng với cả liêu trai một cái là thuần túy tiểu thuyết diễm tình một cái là có chiều sâu có nội dung nội hàm hoặc là vạch trần hắc ám phong kiến thống trị hoặc là phản cảm lễ giáo phong kiến thông qua tình yêu của yêu quỷ hồ mị với con người biểu đạt tác giả theo đuổi đối với tình yêu lý tưởng người đứng đắn nhìn thấy là một đột phá đối với lễ giáo phong kiến lão vương loại già mà không có đứng đắn này thấy là sinh tự chi giao thỏa mãn anh hùng diện rẻ hiền Đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện Lý mộ xua xua thay nói Quyền thầm châu đại yêu vật trí kia Cho ta mượn hai ngày Ta đọc xong trả lại ngươi Ngày đó liêu trai quyền thứ nhất Các bàn ra liễu hòa miên liền Nói với lý mộ quyền sách này Cổ đại từng là sách cấm Ở nơi này lý mộ không lại không có lo lắng Thứ nhất là phong kiến lễ giáo Nơi này trói buộc đối với lòng người Cũng không sâu như vậy Thứ hai Phần thường có khả năng đề cập đến chính trị mẫn cảm, Lý Mộ đều không có chọn dùng. Trong nguyên tắc miêu tả tương đối rõ ràng, Lý Mộ cũng đều xóa hết. Liều trai hắn giao cho tiệm sách, trừ một ít chuyện lạ huyền bí, chủ đều đề là lấy tình yêu là chính, như là Tiểu Thiến, Anh Ninh, Liên Thành. Những thứ này tràn ngập tấm lòng son, trần lý tình yêu cùng khen ngợi đối với nhân gian chân tình. Vãn vãn mỗi lần nghe Lý Mộ kể, đều hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Văn Vãn là người đọc đầu tiên của Lý Mộ, hắn muốn ở trong sách làm nội dung sát với đường biên, dạy hư tiểu cô nương đơn thuần, Liễu Hà Miên là người đầu tiên sẽ không tha cho hắn. Lý Mộ còn ở ngày nghỉ dưỡng thương, hắn chỉ là đến huyện nha xem một chút, có cơ hội thu tập cảm xúc hay không, đã không có, hắn cũng không tính cùng bọn lão vương bàn luận chuyện sinh tử chi giao. Trước khi đi, Lý Mộ nói với lão vương, Lần sau nếu lại có lại chuyện này Nhớ rõ sớm nói cho ta biết Chuyện rút lấy phách lực cương thi Ngay cả Lý Thanh cũng không biết Lão Vương sống đủ lâu trí thức uyên bác Hoàn toàn có thể đảm đương cố vấn tu hành của hắn Lý Mộ nhắc nhở lão một chút Miệng cho lão luôn phóng pháo sau ngựa Sau khi ra khỏi huyện nha Lý Mộ liền trực tiếp về nhà Mấy ngày nay, hắn luôn ở nhà tính dưỡng, người Cô Tô Hòa bảo hắn hỏi thăm hắn tuy đã nghe ngóng được nhưng vẫn chưa có cơ hội nói cho nàng. Sau khi về nhà, Lý Mộ đầu tiên là nấu mì cho hắn cùng vãn vãn. Ăn xong bữa trưa, lại tự mình xuống bếp làm vài món ăn, đặt ở trong hộp thức ăn. Lúc rời nhà đi ngang qua Vân Yên Các, chọn mấy quyển thoại bản tiểu thuyết ra khỏi thành hướng phía Vịnh Bích Thủy mà đi. Vịnh Bích Thủy Phòng nhỏ bên bờ nước bị ảo thuật che chắn, Tô Hòa liếc Lý Mộ một cái từ từ nói Còn nói có thời gian liền tới trong ta Thời gian dài như vậy cũng không đến Ta cho rằng người đã quên ta rồi Lý Mộ có chút dấu hổ nói Mấy ngày hôm trước huyện nhà có một vụ án Ta lúc trả án bị chút thương thế Đến bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục Ánh mắt của Tô Hòa không u án nữa nghi hoặc nói tùy đạo hạnh người không cao Nhưng lại hiểu được đạo thuật Phật quang cũng truyền khắc yêu quỷ, cái gì cũng có thể đả thương ngươi. Là một con khiêu cương, Lý Mộ giải thích, Lối pháp của ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ, ở à, trước mặt người ngoài cũng không tiện thi triển. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, cầm hộp thức ăn trong tay đặt ở trên bàn nói, ta trước khi đến tự tay làm mấy món ăn, người nếm thử đi. Tô Hòa nhất thời nổi hứng, bóng người bay tới bên cạnh bàn nói, Ta đã 20 năm chưa hưởng thư vị đồ ăn, coi như là người có lòng. Lý mộ thật ra chỉ là cảm thấy tay không tới nhà không tốt, nhưng hắn nghèo rất bồng tơi, lại không có gì có thể tặng. Duy nhất có thể lấy ra tay, cũng chỉ có chút tay nghề làm bếp này. Tơ hòa tuy là âm quỷ chi thể, nhưng tu vi của nàng đã tới trung tam cảnh ngưng tụ thần thể cũng chỉ là chuyện một ý niệm mặc dù ngưng tụ ra thân thể cùng thân thể người sống có khác biệt trên bản chất nhưng đại bộ phận công năng vẫn giống nhau lý mộ ngồi ở cạnh bàn hỏi mùi vị như thế nào trong mắt tô hỏa tia sáng kỳ dị chấp động nói cho dù người nói người không phải là bộ khoái là một đầu bếp của tiểu lâu ta cũng tin tưởng lý mộ cười cười nói nếu hợp khẩu vị của ngươi, lần sau ta lại mang một chút tới. Tô Hòa vươn tay nói, một lời đã định. Lý mộ đưa tay đập với tay nàng nói, một lời đã định. Tô Hòa chậm rãi ăn đồ, Lý mộ nghĩ đến mục đích tới đây nói. Người lần trước người bảo ta hỏi thăm, ta hỏi thăm dò được rồi. Động tác gấp thức ăn của Tô Hòa dừng lại một chút, thản nhiên hỏi. Hắn bây giờ còn ở huyện Dương Khâu sao? Không. Lý Mộ lắc đầu nói, hắn chỉ ở huyện Dương Khâu làm huyện lệnh nửa năm liền đến quận khác, nghe nói là thăng quan, còn cưới con gái quận thủ. Tô Hòa giật giật khóe miệng, ai nam nhân? Lý Mộ hỏi, cô nương cùng Thôi Minh đó có thù oán? Trong mắt Tô Hòa hiện ra tàn khốc, nghiến răng nói, thù lớn sinh tử. Nàng không giải thích chi tiết, Lý Mộ cũng không ngỏ nhiều, chỉ là mang thôi minh cái tên này nhớ ở trong lòng. Tô Hòa đối với hắn có ân cứu mạng, ngày sau nếu có cơ hội gặp được kẻ thù của nàng, làm rõ ngọn nguồn trong đó lại nghĩ cách giúp nàng báo thù. Sắc mặt Tô Hòa rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, liếc Lý Mộ một cái nói. Người không giống với những nam nhân kia, về sau không cần Tô Cô Nương. Tô Cô Nương gọi ta, ta lớn hơn người vài tuổi, ngươi gọi ta một tiếng thì thì không quá phận chứ. Lý mộ thầm nghĩ nàng đâu chỉ có lớn hơn mình vài tuổi. Cho dù nàng lúc chết hơn 20 tuổi, 20 năm trôi qua, bây giờ cũng hơn 30 rồi. Hai người là chênh lệch cả bối phận đó. Lý Thấy Lý mộ không nói lời nào, Tô Hòa nhìn về phía hắn. Sao? Người không muốn sao? Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi. Không biết Tô Cô Nương lúc qua đời tuổi vừa mới bao nhiêu? Tô Hòa nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền tức giận nói. Lão nương vĩnh viễn 18 Yêu quỷ và con người khác nhau Tựa như không thể dựa Theo phương thức nhân loại tính toán tuổi Lý mộ vội vàng nói Đệ không phải ý tứ này Vậy ý ngươi là ý tứ gì? Ý tứ của đệ là Tỷ ăn no chưa? Nếu trong đệ xuống hồ bắt cá nướng cho tỷ Đơn thuần bắt cá để nướng Không có mùi vị Cũng may lý mộ nghĩ chu toàn Cân nhắc đến vấn đề khẩu vị của tô hòa Trước khi đến đã ở đáy hộp thức ăn chuẩn bị chút gia vị Tuy trùng lại không nhiều Nhưng đủ dùng để nướng cá Vậy là đủ rồi Tô Hòa ăn trong đồ ăn của Lý Mộ mang đến Lại ăn hai con cá nướng Trên mặt mới lộ ra vẻ thỏa mãn Lý Mộ thì tới nơi ra bắt đầu luyện tập lôi pháp Tô Hòa đã hiểu rõ đối với hắn Ở việc luyện tập đạo thuật Lý Mộ không cần phải tránh nàng Hơn nữa nơi này rời xa huyện thành Ở đây luyện tập sẽ không hấp dẫn người khác chú ý lý mộ có thể yên tâm làm phép đoàn một tiếng một tia sét bỗng dưng bổ xuống nhưng chưa có đánh trúng mặt đất mà là hướng tô hòa bay đi lý mộ bị dọa giật mình khi nhìn thấy động tác vung tay áo của tô hòa mới ý thức được nàng chủ động dẫn tia sét kia đi chết nhập vào thân thể của tô hòa nàng chỉ là thân thể run lên sau đó liền về, nhìn về phía lý mộ nói đây quả nhiên không phải là sấm xét bình thường, đạo thuật đệ thi triển cũng không phải là đạo thuật tầm thường. Pháp kinh lần trước đại cứu Lâm Nguyên cũng có chút không giống. Ba năm trước từng có hòa thượng muốn đổ ta, vật quang khổ bọn họ còn xa mới lợi hại như đệ. Trong lòng Lý Mộ cảm thán công kích mạnh nhất của hắn cũng không thể tổn thương được Tô Hòa mảnh may, trung tam cảnh cùng hạ tam cảnh thực lực chênh lệch quá lớn. Lôi pháp này không tầm thường, cho lúc đệ đến ngư ngồn cảnh lại thi triển, cho dù là tỷ cũng không dám đón đỡ. Tô Hòa bay tới nói, chờ đệ thuần thục một chiêu lôi pháp này dưới trung tam cảnh, đệ sẽ hiếm có địch chủ. đệ thử tiếp tục công kích tỷ xem. Có Tô Hòa làm bồi luyện, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Lý Mộ vài câu. hắn vận dụng đối với tự lâm quyết tự quyết càng lúc càng thuần thục, tương ngay từ đầu tiên lần đánh hụt đến cuối cùng đã có thể thông qua dự phán đánh gãy tuyến đường công tiến công của nàng tuy vẫn không thể chuẩn xác đánh trúng nàng nhưng chỉ cần lý mộ chăm chỉ luyện tập đây cũng chỉ là vấn đề thời gian một lát sau lý mộ hao hết pháp lực ngồi ở trên mặt cỏ nghỉ ngơi tô hòa lười biếng nằm nghiêng ở trên người hắn bắt đầu lật xem bản thoại tiểu thuyết lý mộ mang đến cho nàng Mấy quyển lúc ban đầu nàng sau khi lật vài tờ liền ném ở một bên những thư sinh kia 20 năm rồi lộ thố chưa thay đổi chút nào. Chuyện xưa bình thường thiếu niên kỳ ngộ một đường chạm yêu trừ ma trừ hại cho dân cuối cùng nổi tiếng khắp thiên hạ. Bên người các người đẹp vần quanh lên đỉnh phong của cuộc đời nàng 20 năm trước đã đọc chán rồi dù chỉ có quyền tên là liêu trai này mỗi một quyển chuyện xưa là ngắn chút nhưng lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa trong chuyện xưa vô luận là người yêu quỷ đắp nặn đều sinh động bất kỳ bất giác khiến nàng xem đến mê trong những thoại bản kia trên chợ yêu quỷ tinh quái gần như là đều tà ác bọn họ hút tinh huyết người ta vặt hồn phách người ta làm hại nhân gian nhân vật chính trong chuyện xưa thường thường đều lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Nhưng ở trong liêu trai này, yêu quỷ không có tà ác nữa. Bọn họ cũng có cảm tình nhân loại, cũng có tình, có nghĩa, có trí, có tình. Tác giả một quyển sách thường thường sẽ ở trong sách biểu đạt tư tưởng cùng quan điểm của bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được người tên là Bồ Tùng Linh này đối với yêu quỷ có một trái tim công chính. Tô Hòa nhìn về phía Lý Mộ hỏi, phía sau còn không? lý mộ quay đầu nói trước mặt chỉ ra một quyển quyền thứ hai không biết khi nào mới khắc bản lần sau đệ lấy bản thảo phía sau cho tì tô hòa hơi sửng sốt nhìn hắn hỏi đây là đệ viết lý mộ ở trong lòng đối với bồ tùng linh nói một tiếng xin lỗi thế giới này không có liêu trai tiên sinh ở trong mắt liễu hà miên cùng vãn vãn lý mộ chính là bồ tùng linh hắn cũng không cần phụ hắn cũng không cần thiết phủ nhận ở trước mắt Tô Hòa nếu không ngày sau chờ nàng biết có lẽ còn có thể tự trách mình dâu diếm. Hắn thuận miệng nói, bộ khoai bổng lọc không được cao, lúc rảnh rỗi viết chú tiểu thuyết kiếm chú tiền nhận bút trợ, trợ cấp của gia vụ. Tô Hòa cũng không phải là không tin lý mộ, chỉ cảm thấy bất ngờ đối với hắn hắn là bộ khoái có thể viết ra chuyện xưa tinh tế cảm động vô cùng như thế sau khi tiếp nhận thực sự thực này nàng mang liêu trai trong tay khép lại nói những chuyện xưa này tất nhiên tốt đẹp nhưng trong hiện thực cũng không có nhiều nam tử si tình như vậy lý mộ biết nàng có thành kiến với nam tử loại quan niệm này không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể xoay chuyển chỉ có thể nói thế gian này nam tử si tình tất nhiên cũng không nhiều nhưng cũng không hẳn tất cả đều là người phụ lòng tô hòa nói cũng chỉ có người có tấm lòng son như đệ mới có thể viết ra chuyện xưa như vậy tô hòa nói à, lý mộ nói yêu quỷ không phải đều là tà vật hạ làm hại nhân gian đệ là viết ra suy nghĩ ở trong lòng trong sách viết đó là những thứ ở trong lòng đệ nghĩ tự nhiên thì còn có một vấn đề lý mộ hỏi vấn đề gì vì sao nhân loại ở trong sách luôn muốn hoàn hảo với nữ quỷ tô hòa nhìn vào mắt hắn hỏi chẳng lẽ đây cũng là suy nghĩ ở trong lòng đệ lý mộ cầm liêu trai cho tô hòa là muốn thay đổi thành kiến ở trong lòng của nàng đối với nam tử không phải là để nàng dối dám loại vấn đề nhàm chán này lại càng không phải để nàng hiểu lầm mình có phải là ám chỉ nàng cái gì hay không. Lý mộ mở miệng ngập ngừng nói, cái này, cái này không quan trọng. Tô Hòa một lần nữa cầm lấy quyển sách đó nói, nói tới, trong sách không chỉ có nữ quỷ, còn có các loại nữ yêu, thậm chí cả long tộc, để không có hàm thích gì kỳ quái chứ. Đương nhiên không phải rồi. Lý Bộ vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ còn chưa thành thân, Nguyên Dương còn sao có thể lại có loại sở thích đó? Điều đệ muốn biểu đạt thật ra là tình yêu không có giới hạn, mặc kệ là người hay yêu là hay là quỷ đều có quyền theo đuổi tình yêu. Tô Hòa không sao cả nói, cho dù thực lực có cũng không có gì, nói như thế nào thì cũng là tỷ tỷ của đệ, muốn lần sau thì bắt nữ quỷ có thể ngưng hình tặng cho đệ không? Nhà môn còn có việc, cáo từ, đi ra khỏi vịnh bích thủy lý mộ mới thở phào một hơi lần đầu tiên gặp mặt hắn biết Tô hòa không phải là đèn cạn dầu sau khi quen thuộc tốc độ xe của nàng lý mộ đã có chút theo không kịp nước quỷ hai mươi năm đạo hạnh quả nhiên không giống với lâm nguyền loại âm linh vừa mới chết kia lần sau vẫn là đừng mang cho nàng bộ phận phía sau của liêu trai miễn cho nàng cho rằng lý mộ là là ám chỉ nàng là cái gì nhất thời nổi hứng mang lý mộ biến thành đồng loại của nàng nàng đã không phải là lần đầu tiên có loại cách nghĩ này rồi lý mộ mang nàng coi là bạn nàng lại muốn mạng của lý mộ giao tình thì giao tình lúc nên đề phòng nàng vẫn phải đề phòng trở lại huyện thành lúc đi ngang qua tiệm sách lý mộ xa xa nhìn thoáng qua liều trài chính thức bán ra được hai ngày nhìn từ trên lượng tiêu thụ không tính là quá cao nhưng tiệm sách cũng sẽ không lỗ vốn còn kiếm được một chút ít vân Yên các chỉ là một tiệm sách mới mở ở huyện Dương Khâu ảnh hưởng chỉ giới hạn trong huyện Dương Khâu quần thể độc giả số lượng không nhiều lại có tiệm sách khác cạnh tranh muốn một quyển sách vòng tay thực hiện tự do tài chính là không có khả năng cũng may người có thể viết chữ gia cảnh bình thường đều có khá giả giàu có mỗi một tiệm sách đều có khách nhân cố định Vân Yên Các vừa mở không lâu đang lúc hấp dẫn khách hàng, liêu trai tuy cũng là tiểu, thuyết trí quái nhưng lội, nội dung bao hàm toàn diện vô luận là muốn xem chuyện chưa tình yêu, đoạn ngắn khủng bố, kỳ văn dị sự hay là ban đêm tịch mịch khó nhịn y y nữ quỷ nữ yêu, một quyền liêu trai đều có thể thỏa mãn. Lý mộ chú ý tới hôm nay khách nhân ở trong tiệm sách so với bình thường nhiều hơn hai thành. Chuyện xưa tiếp sau của Liêu Trai, hắn tính áp dụng phương thức chia phần trăm. Như vậy tuy tiền một lần cầm về tay sẽ ít đi, nhưng có thu lợi liên tục ổn định, cộng thêm Liễu Hàm yên cải biên nhạc khúc cùng kịch nam. Cùng với hắn, ở trà lâu viết thư kiếm tiền, vật nhanh tuy không có khả năng, nhưng cũng đủ để hắn thoát khỏi nghèo khó. Nhà môn không phải mỗi ngày đều có chuyện, Lý Mộ còn có nửa tháng nghỉ bị thương. Nửa tháng này, hắn tính thu thầm trước đủ tình cảm nộ. Hắn đã nhắc nhở Lão Vương, nhà môn bên kia nếu có vụ án thích hợp thì bảo Trương Sơn tới thông báo hắn. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ trừ mỗi ngày cố định đi trà lâu thu gặt tình cảm nộ, càng nhiều thời giờ đến nhà tu hành. Ngưng tụ mỗi một phách pháp lực của hắn đều sẽ có một cái tăng trưởng trên diện rộng, nhưng quan trọng nhất vẫn là khổ tu dẫn đường bình thường. Ngoài ra, hắn mỗi ngày còn sẽ bỏ thời gian nhất định dùng pháp lực ôn dưỡng bạch ất kiếm. Chất liệu pháp khí tất nhiên quan trọng, nhưng giai đoạn tăng lên lại dựa hết vào chủ nhân. Một món pháp khí bất phàm cộng thêm binh tự quyết của Lý Mộ ở trong đấu pháp với yêu quỷ có có thể tạo được nhiều hiệu quả bất ngờ. Ngay tại cùng lúc Lý Mộ Bế quan tu hành, huyện thành Dương Khâu, một bộ một bộ thoại bản tiểu thuyết tên là Liêu trai ở trên phố Lặng Yên truyền lưu ra. Bộ tiểu thuyết này do Vân Yên các khác bản khác với chuyện xưa bản thoại bình thường một quyển do mấy chục câu chuyện xưa tạo thành những chuyện xưa này có dài có ngắn ngắn thì hơn trăm chữ dài thì mấy ngàn chữ số lượng từ không có quy luật đáng nói nội dung cũng thiên kỳ bách quái pha tạp ngàn vạn vài ngày mới đầu chỉ có độc giả xem cái mới lạ trong mấy ngày sau người mua sách bỗng nhiên nhiều lên hẳn cũng dẫn tới tiệm sách khác chú ý bọn họ nghiêm túc phân tích tiểu thuyết này cuối cùng phân tích ra hai nguyên nhân sách này là sở dĩ có thể hot Thứ nhất là mới Mười mấy năm qua Bản thoại miêu tả yêu quỷ tinh quái Vẫn luôn thịnh hành Lộ số thay đổi lại, Lộ số lại thay đổi Nhưng xét đến cùng Vẫn trốn không thoát chảm yêu trừ ma bốn chữ này Nhưng liêu trai thì khác Ở trong sách này Yêu quỷ tinh quái không hoàn toàn là tà vật hút tinh huyết người ta Cầu hồn phách người ta một bộ phận trong đó có máu có thịt có tình có nghĩa ở trên tình cảm cũng không khác gì so với nhân loại loại phương pháp sáng tác mới lạ này đã hấp dẫn được không ít độc giả